nó lên tới 39 40 độ, nắng quá cao nó chết rất là nhiều. Và mấy ngày nay thì coi như quý vị biết rằng nếu mà không hạ thì nó đập xuống là sập nhà luôn. Chính vì vậy mà hạ cao rồi thanh toán nó, khiêng bỏ ra phía ngoài. Quý vị thấy cũng đừ lắm nhé. Rồi có những công việc phải đi, bởi vì nếu mà sống mà không lo tiền, tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia, đâu phải là nói rằng sống ít người là sung sướng. Sống ít nhưng mà rồi cái chuyện chùa thì bao quát. Nói như vậy không phải là kêu gọi tình thương của quý vị để cho quý vị thương hại, mà nói như vậy để cho quý vị biết rằng sống làm người cũng là khó, khó để được chu toàn, để người ta khỏi trách mắng mình. Cũng như khi đến với cô rung này, tình nguyện xung phong, hăng hái để rồi thay đổi người này thay đổi người kia, nhưng mà rồi đụng chuyện thì quý vị thấy khi có khi không. Thì sống mà để trọn vẹn, sống bổn phận của mình, sống trách nhiệm của mình, đó là một chuyện rất là khó. Cho nên thời gian này là thời gian chúng ta tùy duyên để sinh hoạt, cũng như trong sự tu tập của chúng ta, tùy khả năng, tùy sức khỏe mà chúng ta thể hiện thiện pháp của chúng ta nhiều hay là ít. Cũng không trách người này, cũng không khen người kia, bởi vì đó là những cái pháp của thế gian. Thôi bây giờ hỏi quý vị thế này ha. Có một nhân vật, có một cái sự kiện, có một cái thường thường á, thì họ nói rằng chữ con đi chung với chữ cái ha, con cái nói về gia đình á, thì một cái gia đình mà hạnh phúc tức là con cái đầy đàn ha, rồi một cái room sinh hoạt mà đông đảo như vậy thì nghĩ rằng cái sung cái room này nó sung, hoặc là có nhiều chương trình hay. Thì một cái sự việc mà nó xảy ra, nhưng mà quý vị có thể đoán thử đó là cái gì? Không chân không tay mà hay mở cửa. Alo, nào quý vị suy nghĩ thì coi. Không chân không tay mà hay mở cửa là cái gì vậy? Alo, còn nghe không bà con ơi? Nói lảm nhảm thì quý vị thấy buồn ngủ quá đi hả? Bây giờ hỏi quý vị coi vận động để coi thì đây ha. Không chân không tay mà hay mở cửa, đó là cái con hay là cái thằng hay là cái gì gì vậy hả? Đang suy nghĩ. Rồi, ai có đáp án? Đó là cái rung hả? Không chừng không giỡn hoài. Xích mấy ta nói vậy là sai rồi. Trời ơi, vô được cái rung thì cũng khó nha. Con chuột cũng chạy lên chạy xuống nè ha. Cái tâm mà sao mở cửa làm gì vậy? Cái tâm mà sao sao mở cửa được? Con mắt hả? Hay là gió hả? Ôi, cái gì chứ? Sao người thì nói cái rung, là người nói cái tâm, người nói là gió, người nói con mắt là sao này? Bây giờ quý vị thống nhất coi. Cái gì kỳ cục vậy? Ai có ý kiến gì nữa không? Cửa tâm mở cửa để bắt cảnh. Cửa đang là cái cửa hả?
rồi cùng mở cửa, cửa tự nó mở cửa hả, để bắt cảnh hả? Ừ, cửa tâm mở cửa để bắt cảnh, kỳ quá. Quá, con gà này nó nhảy tùm lum đi ra ngoài không? Đi 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 đi. Alo, alo, còn cái gì nữa? Hi hi ha, là sao? À, có móc câu hả? Trời ơi, một móc hay đâm mệt rồi. Thứ hai móc câu nữa, dữ vậy ta? Sao bà con? À, hồi này Giang Nhật Hà nói cái miệng. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Không tay không chân mà hay mở cửa ha. Đầu tuần chúng ta có một chút suy nghĩ đi ha, để rồi chúng ta hiểu cái sự vận hành của pháp nó như thế nào ha. Chứ không phải là tự nhiên cái gì cũng có nhân có quả hết đó. À, ra đáp án đi hả? Nhiều câu trả lời rồi ha. Ra đáp án. À, bà con bí chưa? Trước khi ra đáp án hỏi bà con bí chưa? Thua chưa? À, sư tiền vũ bí rồi hả? Bí rị luôn, trời bí mà còn rị nữa. À, chắc là cái miệng quá, sĩ mê tà, một là cái rung, hai là cái miệng ha. Chị đố cái chi rứa hả? Trời ơi, đố cái đó mà gọi là cái chi rứa. Cái mà quý vị thấy rằng tùy duyên thuận pháp, không tay không chân, à, không chân không tay mà hay mở cửa, à, đó là cái vấn đề hy hữu nhé. Chúng ta thấy ví dụ của người của chúng ta này ha, người của chúng ta chỉ có hai bộ phận, à, cái mông và cái cổ, đó là dân tộc của Mông Cổ, chứ không phải là đầy đủ tứ tứ chi ha, mà chỉ có cái mông và cái cổ không mà trở thành một dân tộc gọi là người Mông Cổ. À, quý vị thấy đặc biệt ha, đâu phải con người nó đầy đủ. À, cái nhai đầu mình trắng tái đâu, à, chỉ cần có hai bộ phận thôi mà trở thành một đất nước, một con người mà nổi tiếng nữa chứ đâu phải giỡn đâu. À, đó là người Mông Cổ. Rồi trở lại vấn đề, tại sao không không chân không tay mà hay mở cửa? À, đáp án quý vị đã đưa ra rồi, còn thắc mắc cái gì nữa không biết nữa. À, quý vị đã đưa ra đáp án rồi, cái gì nữa mà thắc mắc? Trong các cái đáp án của quý vị á, à, quý vị nói là tâm ha, người nói con mắt ha, người nói cái cửa tâm ha, rồi cái gì có một hai mốt câu ha, rồi cái miệng ha, rồi quá trời chắc là cái miệng ha. Nhưng mà đây không phải là những cái đó, mà cái đó chính là gió. Cái cửa mà coi như chúng ta không có khóa ha, thì đã đập rầm rầm ha. Nhất là cái mùa mưa bão này, thôi cái cửa nó đập có thể văng luôn cả bản lề luôn. Cái gió thì có tay có chân đâu ha. Gió đâu có tay có chân, mà chính đó là một cái sự vận hành của thiên nhiên, của vũ trụ. Cái sự vận hành đó chính là pháp. Cái pháp nó đến và nó đi. À, chúng ta không mong cầu. Cái vui, cái buồn, à, nó đến với chúng ta cũng như gió, nó đẩy tới những mùi thơm, những mùi thối. Và
ma nữa hả? Trời đất ơi, đó là một quy luật, đó là một sự vận hành của pháp. Chứ làm gì gọi là có ma? Đưa cái vấn đề ma vô để hù bà con hả? Nhưng mà thật sự ai sợ à, nghe được cái rầm à, sợ ma. Nhưng mà ma gì? Đó chính là do con người của mình tạo ra. Nhưng mà mình không có đề phòng, không có cẩn thận, không có chịu đóng nó, hoặc là không có cài chốt, để rồi nó bung ra, rồi nó đập vô. Cho đến khi nào mà cái cánh cửa nó rớt xuống á, thì cái đó nó đi qua một cách nhẹ nhàng và không còn nghe tiếng động. À, thế là xong ha, đúng rồi. Khi mà những cái cánh cửa nó lông ra và nó rớt xuống và gió nó đi một cách thông dòng mà không bị vật cản nữa, thì cái đời sống của chúng ta cũng vậy thôi. Nếu mà chúng ta không đóng lại cái cửa sổ à, về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân vậy để sắc thinh hương vị xúc và pháp nó xâm nhập vào, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị tám ngọn gió đời. Tám ngọn luôn, chứ không phải một ngọn, hai ngọn đâu nha. Tám ngọn gió đời nó làm cho chúng ta lung lạc. Và nhiều khi mình không biết mình là ai nữa. À, có hồi nào quý vị suy nghĩ lại, có khi nào vui như vậy ta? À, sao thấy mình tưởng tưởng mình là người quá trên. À, hình như là mình ở đâu ở trên trời mình rớt xuống à, hãm diện. Ồ, tôi giới trong sạch quá à, tôi giữ giới cao thượng quá, tôi thiền định của tôi cao quá, ngồi vô là định liền, thấy cảnh này thấy cảnh kia, rồi coi những người xung quanh như là cỏ rác à, coi những người xung quanh như là cỏ rác, là mình bước mình đạp lên cái đầu của người ta mà mình đi. Bởi vì cho rằng mình cao thượng, cho là mình tốt đẹp, cho rằng mình là người quả trên. À, đó là những lúc mà chúng ta không tự biết mình. Chúng ta đã để cho lục trần, tiếp xúc với lục trần nó chi phối, mà mình không làm chủ chính mình. Cho nên gió chính là tám ngọn gió đời, và các cái cửa của chúng ta, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mắt tai mũi lưỡi à, vân vân, chúng ta không chịu đóng lại, để rồi anh chàng gió này nè à, nó không chân không tay này, mình hay mở những cái cửa sổ của tâm hồn mình, nó thâm nhập vào trong để làm gì? Để rồi nó cho chúng ta đi theo cái ý của nó à, bởi vì khi mà chúng ta không làm chủ được nó ha, thì chính nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, từ cái đầu cây ngọn cỏ mà chúng ta cảm thấy nó bay bay giống như à, có thần thông vậy, chúng ta nương theo gió, để rồi đã cảm thấy cuộc đời của mình lăng lăng. À, có một bài ca nói, chúng tôi chỉ nhắc một câu thôi, sống trong đời sống để làm gì? Sống trong đời sống để làm gì? Quý vị có biết không? Để cho gió nó cuốn đi à, tức là chúng ta sẽ phải để cho nó trôi qua. Nhưng mà khi mà trôi qua như vậy, chúng ta phải có cái vấn đề ghi nhận à, để biết nó, đó là cái ngọn gió độc, hay là cái ngọn gió mà nó đem sự đau khổ, hay là đem lại cho chúng ta sự an lạc. Cái gì nó đến, nó đi, đó chính là sự lay động của gió. Mà sự lay động của gió mà chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta bị chi phối à, chúng ta bị chi phối.
Chính vì vậy cho nên nó không có chân, không có tay, nhưng mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Bởi vì chúng ta không có thu thúc, chúng ta để cho những cái môn căn nó mở ra. Và đó là những cái điều mà chúng ta cẩu thả, không thu thúc. Khi chúng ta không thu thúc, có nhiều vị thêm một gió nữa là tâm, tâm sao gió, kiến ngọn trời á. Không được, không được. Người ta nói bát phong chứ đâu có cửu phong. Cửu thì có thể là cửu long chứ không phải là bát. Bát là bát phong, cửu là cửu long. Số 9 là 9 con rồng. Mà 9 con rồng ở Việt Nam thì quý vị thấy là đó là sông Cửu Long. Chứ đâu có cái vấn đề mà tới thêm một cái ngọn gió nữa. Thân tâm bảy thì có tới 10 luôn chứ không phải là 9. Thân có 3, khẩu có 4, vĩ có 3. Như vậy là bao nhiêu? Là có 10. Còn cái vấn đề mà nói số 9 này là bát phong, tức là 8 ngọn gió đời, được lợi, mất lợi, được quyền tước, mất quyền tước, được khen, bị chê, được vui, bị khổ. Đó là 8 ngọn gió đời. Còn mà nếu nói 9 là 9 con rồng, tức là nói về Cửu Long Giang, tức là sông Cửu Long ở miền Tây. Bây giờ nói về pháp số thì không thể mà chúng ta thêm bớt, bởi vì Đức Phật đã cho biết số lượng như vậy rồi. Pháp số 1 là gì, pháp số 2 là gì, pháp số 3 là gì. Tức là pháp số 1 nói rằng về vật thực á, chúng sanh sinh tồn do vật thực, sắc bê sắc ta a ha sắc thi ti ca, sống là do ăn. Đó là pháp số 1 ha. Pháp số 2 là thiện và ác. Pháp số 3 là tam bảo. Pháp số 4 là tứ diệu đế. Pháp số 5 là ngũ căn ngũ lực. Pháp số 6 là sáu pháp cung kính ha. Pháp số 7 là thất bồ đề phần. Pháp số 8 là bát chánh đạo. Pháp số 9 là chín ân đức của Phật. Pháp số 10 là 10 kiết sử vân vân. Đó là những cái chi mà từ dưới lên cao. Còn đó là pháp của Đức Phật ha. Còn pháp của thế gian thì sao? Nhất là số 1, số 2, số 3 ha. Nhất là nhất dương chỉ, nhị là nhị thiên đường, tam là tam tông miếu, bốn là tứ đô tường, năm là ngũ quỷ, sáu là lục tà cáo gì đó ha. Đó là pháp thế gian. Trời ha, đó là pháp của thế gian. Còn pháp nhà Phật thì nó vi diệu hơn, bởi vì những cái gì mà Đức Phật đưa ra chúng ta thực hành thì chúng ta cảm thấy an lạc. Còn những cái gì mà thế gian đưa ra thì chúng ta áp dụng theo, để rồi chúng ta luân hồi đau khổ ha. Chúng ta áp dụng những pháp của thế gian, ví dụ như cờ bạc là bát không bằng ha. Bởi vì mấy anh chàng mà coi như dễ vui quên mình, có tiền mà không biết xài á, ngồi vô mấy cái sòng bài, để rồi được lên chức bát, được làm bát. Mà bát của ai? Bát của thằng Bằng. Sướng vậy đó. Cũng lớn chứ ha. Ngồi coi như có vai vế đồ này kia, nhưng mà vai vế của một cái hạng người mà bần cùng của xã hội. Bác không bằng. Bây giờ còn thời gian coi như chỉ còn có 5 phút nữa là hết giờ rồi. Quý vị có ý kiến gì đi. Tám pháp thế gian, tức là 8 ngọn gió đời. Mà 8 ngọn gió đời này nó hay mở những cái cửa của chính con người của chúng ta, tức là lục căn, lục trần. Khi mà lục căn lục trần tiếp xúc
nó mở ra, thì cái lục thức nó cũng được sinh khởi. Thì cái lục thức này nó sinh khởi để nó nhận biết được tốt hay là xấu, hay hay là dở, để rồi chúng ta nhận chân cái sự thật qua cái sự hiện diện trước mặt của chúng ta. Tức là chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta chấp nhận những cái gì nó xảy ra trong hiện tại, còn cái gì quá khứ đã trôi qua, tương lai nó lại chưa đến, thì chúng ta đừng có mong mỏi nó làm gì. Bởi vì sao? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Vậy thì chúng ta hãy nhìn tám cái ngọn gió đời này, nó lung lạc, nó chi phối, nó làm cho chúng ta đau khổ, nó làm cho chúng ta an vui, thì đau khổ và an vui chúng ta hãy nhận chân cái chỗ đó. Đừng để thấy nó khổ quá rồi la lớn lên, khổ quá trời ơi, không được. Khổ chúng ta hãy nhìn vào nó để tìm hiểu cái nguyên nhân khổ đế, rồi mới tới tập đế nhé. Khi mà chúng ta tìm cái nguyên nhân thì chúng ta cảm thấy cái khổ nó nhẹ xuống. Bởi vì sao? Cái đạo đế nó sẽ xuất hiện. Tại sao khổ? Mình phải tìm con đường để vượt khổ chứ. Mình tìm nguyên nhân, khi tìm nguyên nhân thì phải có một cái phương pháp. Phải có một cái phương pháp để khi mà chúng ta gặp khổ như vậy, chúng ta không chạy trốn, mà cái khổ nó đến với chúng ta, đó là một cái phước duyên để coi cái tâm của chúng ta có vượt qua nó được hay không. Nhiều người thấy khổ la làng, nhưng mà la làng có giải quyết được vấn đề hay không? Đập ngực khóc lóc giải quyết được vấn đề hay không? Chúng ta hãy lì lợm nhìn vào nó để coi nó với ta, sự chiến thắng của nội tâm của chúng ta có vượt qua nó hay không. Chúng ta phải vượt lên chính mình để thấy cái khổ đó nó là một trợ duyên để tâm của chúng ta được vững vàng hơn. Nói như vậy quý vị thấy bộ nói dễ quá ha, nhưng mà làm được hay không, đó là một cái chuyện mà ở đây chúng ta tu tập theo giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và Đức Phật Gautama là một vị đã thể hiện cái hành của mình qua trí tuệ. Thì chúng ta cũng phải sử dụng cái trí của mình bất chước theo Đức Phật. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh nhé. Cứ suy nghĩ đi theo khả năng của mình, bằng mọi cách, về niềm tin, về tinh tấn, để chúng ta chiến thắng giặc lòng. Alo, nó bậy như vậy, quý vị cũng bỏ qua hả? Cái đúng cái sai thì tự quý vị phải nhận xét thôi. Chứ đừng có nói, nghĩ số bậy rồi cái nào quý vị làm theo rồi cái nói ông già đó mất dịch, nó bậy quá. Không sao, trong cái bậy mình phải suy nghĩ để thấy rằng nó sai, còn trong cái bậy đó mà mình thấy cái dụng ở trong đó, lời nói không văn hoa, nhưng mà cái dụng ở trong đó đem lại cho chúng ta sự an vui, thì đó cũng là một cái điều quý vị cũng hoan hỷ chút đi ha. Bởi vì đáng nói làm sao cho hết giờ, mà bây giờ 5 giờ rồi mà thấy huynh Pháp Hữu chưa vô nè, mà không biết hôm nay huynh Pháp Hữu có vô hay không mà Siết Mê Ta, Siết Nhật Quỳnh cũng chẳng có cho biết gì hết. Nếu mà huynh Pháp Hữu không vô thì cái thầy có hả? Thì cái thời gian của chúng tôi phải câu giờ nữa, phải tìm một cái gì đó để lấp liếm cái thời gian này. Quý vị cũng thông cảm ha. Rồi, bây giờ huynh Pháp Hữu có vô vậy, nhưng mà có nhiều vô ở đâu cho cái room này chưa thấy mặt mà.
cá nhân của quý vị ha. Rồi bây giờ sư Nhật Quỳnh lại đưa cái đề tài của huynh Pháp Hữu để cho đạo tràng có một cái khái niệm. Rồi khi đó khi huynh Pháp Hữu đến thì chúng ta cũng biết đó là cái đề tài gì, và cái món ăn tinh thần của chúng ta sẽ được thưởng thức đó là cái món gì ha. Chứ còn mà cái đột xuất đưa ra thì người ta choáng ngợp. Trời ơi, tới 30 phút luôn hả? Dữ vậy? Rồi, quý vị chờ chút ha. 30 giây hả? Chúng tôi cũng chưa thấy huynh Pháp Hữu xuất hiện. Rồi, trở lại vấn đề ha. Hôm nay cái câu đố của quý vị là không chân không tay mà hay mở cửa, và cái đáp án thì quý vị cũng đã cho biết rồi, đó là gió. Gió thì không có chân không có tay, mà quý vị thấy rằng hình thành một con người thì phải có đầy đủ đầu mình chân và tay, nhưng mà cũng có những cái trường hợp đặc biệt không đầy đủ đầu mình chân tay, chỉ có hai bộ phận là mông và cổ, thì cũng hình thành một con người, gọi là con người đó chỉ ở đất nước mông cổ mà thôi. Anh Pháp Hữu tới rồi hả? Có chưa? Anh Pháp Hữu tới chưa? Đâu thấy anh Pháp Hữu đâu mà sao quý vị thấy hay quá vậy? Alo. Huynh Pháp Hữu vào rồi. Rồi, sa thú huynh Pháp Hữu đã đến với đạo tràng. Rồi, hôm nay Tâm Phương không đến với Pháp Hội. Rồi, bây giờ mời vị nào quan hỷ lên thỉnh giảng sư, và đề tài hôm nay là cái chết không thể tránh được, có nghĩa là trước sau cũng chết. Vậy thì cái đề tài này rất là thực tế. Alo, vị nào lên thỉnh giảng sư đã sa thủ sư cha Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng và dạ, cảm ơn chị Metta. Dạ, con nãy giờ con trốn ở trời đằng sau tránh Mạng Nhung. Dạ, con có chút chậm trễ, thú thật đạo tràng nè. Con mới vừa ăn cơm trưa xong, con vội vàng con chạy trở lại. Dạ, xin sám hối với ngài cũng như đạo tràng. Đáng lẽ ngài vào thì con đã đưa đề tài cho ngài, nhưng mà con đói quá, con hết thấy đường rồi. Dạ, xin sám hối. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng với Kim Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Quỳnh Pháp Hữu cho bài học ngày hôm nay. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước, mênh mang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, ngắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng,
Thịnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh chúng ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh pháp hữu từ bi hoan hỷ đăng đàn để giảng dạy đề tài hôm nay: tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Số 13, cách chết. Cái chết không thể tránh được. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Nhật Quỳnh xin kính mời huynh ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Không biết chị có nghe rõ, biết cho trong rung có nghe rõ. Sáng giờ tìm cái để điều chỉnh cái microphone mà cái hệ điều hành nó mới, cái version mới này nó hơi khó dùng, nó cứ loay quay hoài. Dạ, cảm ơn các bạn. Con xin kính lễ quý chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị. Trước hết để bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp, bàn luận Phật pháp, chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavang tang apivadeyami svakato bhagavata thammo thammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅkhaṃ namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi chia sẻ tham luận Phật pháp ngày hôm nay. Đó là về trình bày về chương 13, cái chết không thể tránh được, của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, những lời Phật dạy trong kinh văn Nguyên thủy của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Thì tỉnh thoảng chúng tôi có đưa ra cái thông bản thông báo để các anh chị vào được rồi thì xin cho biết. Thỉnh thoảng cho chúng tôi biết đến số 1 để biết là đường truyền còn tốt và có bông hồng. Thì trong khoảng 12 cái bài nói chuyện vừa qua, tức là coi như 3 tháng qua, mỗi tháng 4 bài, chúng tôi trình bày 12 chương đầu tiên của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Cuốn sách này gồm có 24 chương, chia ra làm hai phần rõ rệt. 12 chương đầu, từ chương 1 đến chương 12, Ngài Analayo trình bày về bệnh, cái bệnh. Và chương 13, tức là ngày hôm nay, cho đến chương 24, tức là trình bày những lời Phật dạy về cái chết, có những cái đề tài khác nhau, hoặc là đôi khi có những trường hợp, những vị đại đệ tử, lúc gần lâm chung có những cái hành động, có những cái lời nhắn nhủ như thế nào, chúng ta học. Và những lời Phật dạy ở đây là trích từ trong tạng A Hàm của Hán Tạng, đồng thời có so sánh đối chiếu với tạng Pali để chúng ta thấy chúng ta gọi là những lời, những cái kinh văn
nguyên thủy được ghi lại trong thời Phật giáo sơ kỳ, tức là trong thời Đức Phật còn tại thế. Ngày nay thì tương đối được lưu trữ ở hai cái hệ thống chính. Hệ thống thứ nhất là hệ thống Pali của Phật giáo Nam truyền, đầu tiên là viết xuống và tích lưu trữ ở Sri Lanka, rồi sau đó được truyền sang Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và miền Nam Việt Nam. Cái hướng thứ hai là khi đạo Phật được truyền sang Trung Quốc thì có một số tăng sĩ ở Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc đem theo những cái bài kinh, những tài liệu kinh điển và dịch sang tiếng Hán, và đồng thời cũng có một số tăng sĩ Trung Quốc đi qua Ấn Độ để mà thỉnh kinh về và dịch và lưu trữ trong cái kho tàng Hán tạng. Và các nhà học giả Phật giáo ngày nay thì đều đồng ý rằng xem như là cái nguồn A Hàm của trong những cái bộ A Hàm trong Hán tạng xem như cũng rất là nguyên thủy, tương đương với lại bộ Pali. Chỉ có một điều tiếc là sau khi dịch sang tiếng Hán rồi thì những bản những nguyên gốc tiếng Phạn không còn giữ nữa, ra rất là không thể so sánh một cách trực tiếp được, nhưng mà chúng ta cũng có thể đọc và trích ra hoặc là thấy được những cái phần chính, những cái nội dung cơ bản, và thấy rất là tương đương giữa hai hệ thống, hệ Nam truyền và hệ Bắc truyền. Đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng ta có cái may mắn là toàn thể bốn bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm đều dịch sang tiếng Việt, tiếng Quốc ngữ hai lần. Lần đầu là do Ngài Hòa Thượng Thiện Siêu và Thượng Thanh Từ, rồi sau này thì có Ngài Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch sang, và Hòa Thượng Đức Thắng dịch sang, nó có hai bản dịch sang tiếng Việt và có phổ biến ở trên mạng để chúng ta có thể đọc so sánh đối chiếu. Còn riêng về tạng Pali thì đầu tiên có Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch, rồi sau đó thì có Sư Indachanda và một số các vị tăng sĩ khác cũng dịch ra tiếng Việt và có phổ biến ở trên mạng. Đó là cái trường bộ, trung bộ, tư ưng bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ, năm bộ tất cả. Xem như là hoàn tất cả tiểu bộ 15 tập rồi, đều đã được dịch hoàn tất. Nói thì ra, người Việt chúng ta thật sự ra so với các cộng đồng Phật giáo khác ở trên thế giới thì chúng ta có một cái may mắn đó, một cái đại phước là cả hai hệ thống, hệ A Hàm và hệ Pali Nikaya đều đã được dịch sang tiếng Việt để chúng ta đọc. Và có phổ biến trên mạng này, và in đi in lại nhiều lần. Chúng tôi lúc nào cũng khuyến khích, và ngay bản thân chúng tôi cũng vậy, thường xuyên đọc, tìm hiểu lời Phật dạy được ghi trong hai cái hệ thống tương đối là gần nguyên thủy nhất. Nếu mà không gọi là nguyên thủy thì cũng là gần nguyên thủy nhất so với những cái hệ thống kinh điển khác. Và chúng ta có thể đọc cái đó như là cái gốc, rồi từ đó có thể đọc thêm những cái hệ phát triển về sau này. Chúng ta cần phải nắm cái gốc trước, đó là cái quan niệm của chúng tôi. Và vì vậy mà chúng tôi cố gắng giới thiệu những cuốn sách nào mà mình có cái phước duyên đọc được và mình thấy hay. Thứ nhất là mình đọc rồi mình suy ngẫm, rồi mình sắp xếp lại, rồi mình trình bày, thì cũng là hình thức để cho mình nhớ, để mình hiểu thêm, có lợi cho riêng bản thân mình, đồng thời cũng chia sẻ và giới thiệu với các anh chị khác. Và cái cuốn Tỉnh Thức Đối Diện Bệnh Tật và Cái Chết này được chúng tôi trình bày một lần rồi vào năm ngoái, thì bây giờ chúng tôi trình bày lại lần thứ hai, và mỗi lần mình ôn lại thì mình cảm thấy mình có hiểu sâu hơn và mình thấy có một cái niềm tin gia tăng hơn. Và nhất là cái đề tài này là đề tài rất là quan trọng, bệnh và chết. Thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày những lời Phật dạy về ba cái điều, thật sự là bốn, nhưng mà đó là sinh lão bệnh tử, sinh già bệnh chết. Mà mình đã sinh ra rồi thì bây giờ thì mình chỉ còn có cái già, cái bệnh và cái chết thôi. Mà đây không phải là cái điều bi quan. Người ta không hiểu được, người ta nói mình lúc nào cũng nói chuyện bệnh hoạn này nọ, nhất là người Tây Phương họ sợ lắm. Họ sợ nói về họ già, nó sợ về cái chết.
Nó là một trong những điều cấm kỵ mà khi gặp nhau là không có nên nói ra. Nói ra nó mất vui. Nhưng mà đối với người Á Đông mình thì mình thấy chuyện bình thường. Mà chúng ta thấy đó cũng là một cái thái độ thực tế của Đạo Phật. Chúng ta nhìn cái thế khách quan. Mà không phải nhìn như vậy rồi mình đâm, mình lo rầu, mình buồn bã, rồi mình buông bỏ, không có. Mình nhìn sự thật để mình thấy được là bây giờ mình còn sống được, còn khỏe, đầu óc còn minh mẫn, thân thể tương đối còn khỏe mạnh, thì mình vẫn còn có thể đóng góp, có thể tạo phước, có thể phục vụ, có thể tạo những thiện nghiệp, có thể tu tập để đưa đến giác ngộ giải thoát, chưa đến cái việc không còn phải tái sinh nữa. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của tối hậu của mọi người con Phật. Và nói như vậy thì cũng phải nói thêm rằng phải đi ra từng giai đoạn, phải kiên nhẫn và kiên trì, không có đốt giai đoạn được. Đôi khi người ta đi tìm con đường dễ, con đường tắt, đốt giai đoạn, cái điều đó là cái điều cũng rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải để ý để mà tránh. Thì chúng ta ngồi ở đây, còn ngồi ở đây, trong khi Đức Phật đã truyền đạo hơn 2.500 trước, 2.600 năm rồi mà chúng ta vẫn còn ngồi ở đây, tức là thanh lời của Ngài Hòa Thượng Thanh Từ, thì chúng ta là những người phước mỏng mà nghiệp dày. Chúng ta tạo nghiệp nhiều lắm, nên đến bây giờ vẫn còn ngồi ở đây, cũng còn luân hồi. Nhưng mà mình cũng có phước duyên so với lại những người khác trên thế giới. Bây giờ thế giới 7 tỷ người thì mình thấy có bao nhiêu người thật sự là hiểu và hành và cố gắng học về Đạo Phật để tu tập. Có bao nhiêu người thật sự như vậy? Ngay giờ phút này có bao nhiêu người vào mà suy tư, suy ngẫm, đọc kinh sách, hoặc là vào trong những cái room Pao Talk, hoặc những cái diễn đàn ở trên mạng để mà trao đổi về Phật Pháp? Rất ít. Thành phần rất là ít. Là mình có cái phước duyên. Có lẽ là mình trong những cái đời trước, những kiếp trước mình cũng đã từng có cơ hội gần gũi Phật Pháp rồi, thì kiếp này mới tiếp tục. Và như vậy thì chúng ta cũng nên cố gắng. Nếu mà không xong kiếp này thì ít ra mình có một cái đà để mình tái sinh vào những kiếp sau mình tiếp tục đi. Bởi vì theo cái quan điểm của Đạo Phật, chúng ta không phải chỉ có một kiếp thôi. Chúng ta còn phải tái sinh luân hồi nữa. Nhưng mà phải làm sao để mình tạo một cái đường, một cái hướng, để mà nếu mà mình có tái sinh thì mình phải tiếp tục cái con đường đó, chứ không có mất con đường, không mất cái hướng. Cái điều đó quan trọng. Nhất là những người già như chúng tôi rồi, thấy cái chết cận kề, có thể chết bất cứ lúc nào. Lời là chúng tôi ít có tiếp xúc với người ngoài. Nhưng mà thỉnh thoảng là lại có tin bạn bè lần lượt ra đi, rồi phải đi dự đám tang nhiều hơn là đi dự đám cưới. Hầu như là cả năm qua chúng tôi không có dự một cái đám cưới nào hết á. Mấy đứa nhỏ nó lớn hết rồi, nó lập gia đình hết rồi, vậy không còn có dịp nào mà đi ăn đám cưới hết. Nhưng mà đi dự đám tang thì nhiều, hầu như tháng nào cũng dự đám tang hết. Nên mình thấy lần lượt như vậy. Và những người mình quen biết ở thành phố này từ khi mình mới sang đi lập nghiệp, nhìn lại thì 30-40 năm rồi, thấy bây giờ những cái người bạn đó thì cũng là trên 60, 70, 80 hết rồi. Mỗi lần đi dự đám tang như vậy rồi thấy bạn bè tới gặp lại bạn cũ, mình thấy là người nào cũng lụm cụm hết rồi, tóc bạc, đi lưng còm, đi lụm cụm hết rồi. Mặc dầu cười như vậy nhưng mà cũng thấy còn khỏe, nhưng mà cái khỏe trong tuổi già tức là tương đối thôi. Và cái bệnh nó lúc nào cũng có. Đức Phật có dạy chúng ta đừng có quá chủ quan. Mà cũng đừng có chạy theo những cái tuyên truyền quảng cáo là những cái thuốc trường sinh bất tử, ăn cái thứ cỏ này, uống cái thứ rau kia này kia để mà khỏe mạnh, là phải coi chừng cái chuyện đó. Ngay cái khoa học, những y học Tây Phương họ cũng nói, cũng chấp nhận như vậy. Bởi vậy mà mình mới thấy rằng trong cái xã hội ngày xưa ở Việt Nam rồi bây giờ qua Tây Phương thì mình thấy rằng cho 55 tuổi là bắt đầu cho về hưu. Sau này người ta sống khỏe hơn thì có 60, bây giờ 65. Ngay cả xứ Úc bây giờ phải tiến tới 67 tuổi. Nhưng mà rồi cũng phải cho về hưu. Bởi vì coi như hết xài rồi, già rồi, yếu rồi. Những chuyện đó, cái chuyện theo cái thống kê là như vậy. Nhiều khi mình nhìn rồi mình thấy có những người mình nói nhau, cái ông đó, bà đó, 70-80 tuổi mà còn khỏe mạnh, đi đánh tennis này kia. Nhưng mà đó là những cái trường hợp đặc biệt. Bây giờ mình nhìn cái chung chung, cái gì mà mình nhất là cái sức khỏe của mình và cái cuộc đời của mình phải nhìn cái chung, đừng có nhìn cái đặc biệt. Cái chung chung, cái trung bình thì mình thấy là trên 60 là bắt đầu có vấn đề rồi. Như cái xe cũ, cái xe mà chạy 10 năm là bắt đầu có vấn đề, chạy 15 năm là bắt đầu hư tới hư lui rồi.
cho dù cái xe đó là cái xe của Đức hay là của Anh hay của Mỹ cái gì cũng vậy. Cái bộ máy mình sẽ sử dụng rồi, nhất là cái bộ máy của mình, trái tim của mình chẳng hạn, đập liên tục không ngừng, cái xe chạy còn ngừng còn nghỉ cả đêm, là anh bỏ trong gara ổ xe nghỉ. Còn cái trái tim của mình là đập không ngừng từ khi mà mình bắt đầu hình thành ở trong bụng mẹ cho tới bây giờ, có lúc nào nó ngừng nghỉ đâu. Cái phổi của mình cũng vậy, làm việc liên tục thì nó phải hư thôi, cái chuyện đó chuyện bình thường. Mình phải nhìn như vậy, mình nhìn như vậy để mình có cái nhìn thực tế. Thứ nhất là mình không có trốn tránh, không có bị tuyên truyền quảng cáo. Cái chuyện đó là cái chuyện mình phải để ý cái chuyện đó. Có nhiều người họ nói là tu theo cái pháp này, luyện yoga cái pháp kia là được khỏe mạnh đời đời, không có. Chỉ có chút là thôi. Bây giờ rồi hành thiền cũng vậy, mình nhìn lại cả những bậc A-la-hán, Đức Phật cũng vậy, và những đại đệ tử của Ngài là cũng già, cũng bệnh, cũng đau tới đau lui rồi chết. Đức Phật cũng đau, những cái lúc mà Ngài lớn tuổi rồi, Ngài nhiều khi ngồi giảng Ngài cũng đau lưng này nọ, Ngài phải nằm nghỉ rồi Ngài dạy, Ngài cho Ngài Xá Lợi Phất hoặc là Ananda thay thế để mà giảng. Ngài chỉ nằm xuống Ngài nghe thôi, mình thấy rõ. Rồi có những khi Ngài cũng bị bệnh đau nặng ghê lắm, đau dữ dội, nhưng mà cái tâm các Ngài thì các Ngài vững vàng. Các Ngài những bậc giác ngộ thì cái tâm không bị ảnh hưởng, cái thân có đau nhưng mà cái tâm không đau theo. Nhưng mà nhớ cái thân xác là nó như vậy, hút huống hồ gì là mình. Nhất là chúng tôi ngày xưa không có biết đạo, còn trẻ là còn ăn chơi trác tán đủ thứ chuyện, nhậu nhẹt rồi này nọ, nó cũng ảnh hưởng cho tới cái thân thể của mình chứ không phải là không. Hoặc là những người khoảng cỡ tuổi tôi, tức là khoảng 70 trở lên, là đều trải qua cái thời kỳ chiến tranh, rồi thời kỳ bao cấp, thời kỳ khó khăn kinh tế này nọ, ăn uống thất thường, không có đầy đủ chất bổ dưỡng này nọ, nó ảnh hưởng lên cái cơ thể của mình. Hoặc là bây giờ mình sống trong những cái môi trường mà bị ô nhiễm, mặc dù ngay cả trong xứ Tây Phương cũng ô nhiễm không khí ghê lắm, đủ nhiễm đủ thứ, rồi trong những thứ mình ăn uống rồi đều có những cái chất hóa học, những cái mầm mống mà gây bệnh ung thư cũng có trong, nằm trong đó hết, không có tránh được. Cái chuyện đó là mình thấy cái bệnh nó là có sẵn như vậy. Vậy mà trong 12 chương đầu tiên là nói về cái bệnh, tức là mình đối phó, mình có cái nhìn với cái bệnh như thế nào và mình khuyên người bệnh như thế nào. Và 12 chương tiếp này, từ chương 13 chương 24 là nói về cái chết. Và chết không phải là hết, mình nhớ như vậy. Đối với cái nhìn của Phật giáo chúng ta thấy nó chỉ là một cái chặng đường thôi, một chặng đường dài, rồi mình còn tái sinh luân hồi nữa. Và mình thấy cái quả địa cầu mình càng ngày càng đi xuống. Cái điều đó là mình, bởi vì người ta sinh ra nhiều rồi, nhiều hoạt động về môi trường, tàn phá môi trường, chiến tranh đủ thứ, mình thấy không? Càng ngày càng đi xuống. Thành ra mình phải cố gắng lợi dụng cái gì lúc mà mình còn sống, cố gắng tu tập. Rồi mà cũng đừng có quá bi quan, bởi vì không phải chỉ có trái địa cầu này thôi. Không phải chỉ có cái hệ mặt trời thôi. Ta nhìn lên trời một cái đêm nào mà không mưa mà nó trong sẽ thấy đầy sao hết. Mỗi một cái ngôi sao như vậy là tương ứng với một mặt trời. Và chung quanh sẽ có nhiều quả địa cầu quay xung quanh cái hệ mặt trời đó, hằng hà sa số. Và nếu mà có quả địa cầu tương tự như địa cầu của chúng ta thì nó cũng có đầy đủ cái điều kiện sống, nghĩa là cũng có một cái chúng sinh, một cái lớp loài chúng sinh nào đó tương tự như loài người đang sống ở trên đó. Thì có thể là mình chết ở đây, cái địa cầu đấy bị hư hỏng rồi bị tan hoang, thì mình sẽ tái sinh về những cái quả địa cầu khác ở trong cái vũ trụ này. Nếu mình nhìn như vậy rồi thì mình không có sợ, không có quá bi quan, nhưng rồi cũng kẹt, cứ lẩn quẩn cái hoài không có thoát được nếu mình không chịu tu tập. Nó có một cái, mình có phải có cái nhìn cân bằng như vậy. Thứ nhất là mình phải lợi dụng cái thời gian mình còn sống, còn sáng suốt, tu được lúc nào hay lúc đó làm thiện nghiệp, cố gắng giảm thiểu những ác nghiệp, những bất thiện nghiệp, hướng cái con đường mình tới một cái hướng mà cái mục tiêu cuối cùng, mục tiêu tối hậu, mình hướng về đó. Mà mình cũng không có lên lo sợ lắm, mình xem như cái chết như là một chặng đường thôi, một cái chặng đường rồi mình lại tiếp tục. Nhưng mà mình làm sao mình sửa soạn cho tốt để mình tái sinh vào những cái cõi tương đối thuận tiện, tốt lành, cõi trời hay cõi người, để mình tiếp tục cái con đường của mình.
Thay vì mình lầm lạc tạo ác nghiệp rồi mình tái sinh làm thú vật vào địa ngục hay làm ngạ quỷ Atula rất là khổ, không biết bao giờ mới thoát ra được. Cũng có thể hết rồi nó cũng thoát, nhưng mà nó lâu dài hết, mình không có muốn như vậy. Là cái tốt nhất là làm sao mình tái sinh làm người hay làm trời, trong cái cõi trời mà mình có thể tiếp tục tu tập. Ngay cả khi tái sinh làm người thì cũng phải tái sinh, mình phải tạo những cái thiện nghiệp, làm sao những cái duyên tốt, làm sao để mà vào những cái cảnh, nhập vào những cái hoàn cảnh trong những cái xã hội mà có đủ cái điều kiện, những có những cái điều kiện thuận tiện để mình tu tập. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ là mình tái sinh vào những nơi đói khổ, những nơi đang có chiến tranh tàn phá, hoặc là những nơi không có đạo Phật, thì dù làm người mình cũng không có sinh, không có, mình cũng không có tu tập được gì, cũng khổ lắm. Là tái sinh làm sao vào những cảnh, những cái môi trường thuận tiện, có bạn đạo tốt, có tu sĩ tốt, còn Phật pháp để mình tiếp tục. Thì cái đó cũng là cái quan trọng, mà quan trọng nhất là do cái hướng của mình. Lúc đừng có quên, lúc nào mình cũng phải có cái tác ý tốt hướng về đó. Thì mình khi mà mình hướng về đó thì Đức Phật cũng có nói, cũng như cái cây nó ngã xuống, nó ngã theo cái chiều gió thổi thì nó ngã theo cái chiều, một cái chiều mình đã định hướng trước rồi. Nếu mà mình có một cái hướng tốt thì mình cứ tiếp tục đi thôi. Đó là những gì chúng tôi xin trình bày sơ lược như vậy. Bây giờ xin trở lại cái vấn đề ngày hôm nay. Bây giờ cái mà anh chị vào trong cái chương đầu tiên, cái hình đầu tiên. Thì đây là cái hình chỉ bản mục của cuốn sách Tỉnh thức đối diện trước bệnh tật và cái chết, có 24 chương, chia làm hai phần rõ ràng. Từ chương 1 đến chương 12 là về nói về bệnh, và chương 13 là ngày hôm nay chúng tôi có đánh cái dấu sao màu đỏ. Cho đến chương 24 là trong 12 chương tới chúng ta sẽ nói về cái chết. Rồi cuối cùng có cái phần kết luận về các hướng dẫn hành thiền dựa trong cái bài kinh, dựa theo cái bài kinh Giramananda, có 10 cái 10 đề mục để chúng ta quán niệm. Thì cái này chúng tôi có trình bày rồi và có tóm tắt lại, có in thành một tập sách nhỏ, và hiện nay thì cũng có đưa ra một cái dạng PDF. Nếu anh chị nào chưa có cuốn sách đó thì có thể tải về rồi in ra cuốn sách mỏng thôi để đọc để mà chúng ta tập tử thư thực tập. Và những cái đề tài trong 10 cái pháp quán tưởng này, từ quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, rồi tới quán hơi thở này nọ, cũng là những cái đề tài chúng ta nghe tới nghe lui hoài, có bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà trình bày theo một cái dạng thức khác rồi. Cũng là một cái điều tốt để mà chúng ta ôn lại hoặc là chúng ta thực tập. Và hôm nay thì nói về chương 13, nói về cái chết, và cũng nói về thêm những cái bài kinh về Phật độc giác, 10 lực, 4 pháp vô sở quý của Như Lai, đó là những cái thuật ngữ mà chúng ta cần phải biết. Nên mời anh chị ra qua cái một cái biểu đồ tiếp, cái biểu đồ duy nhất ở trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Đây là chúng tôi tóm tắt lại lời Phật dạy trong hai hệ, hệ A Hàm cũng như là hệ Nikaya. Thì trong tạp A Hàm, Đức Phật có bài kinh chút xíu để chúng tôi sẽ trình bày thêm chi tiết, nói rõ ràng có 3 pháp mà tất cả thế gian không yêu không mến. 3 pháp đó mình không muốn nghe, nhưng mà nó tới cho nên không có nào trốn được. Đó là già, bệnh, chết. Già, bệnh, rồi chết. Nếu không có 3 pháp này mà thế gian không yêu không mến thì chư Phật Thế Tôn không xuất hiện ở đời, và thế gian cũng không biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Vì có 3 pháp này nên chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời, và thế gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Bây giờ có 3 pháp đó, mình không thích nghe, nhưng mà không thể trách được, là già, rồi bệnh, rồi chết. Bây giờ mình có mặt ở đây tức là sinh ra rồi. Bây giờ chỉ có già đi, bệnh hoài, tới bệnh đôi rồi cuối cùng chết. Nhưng mà nhờ có 3 cái pháp đó thì Đức Phật mới ra đời để mà chỉ chúng ta con đường làm sao chúng ta đối phó trực diện một cách bình tĩnh với già, với bệnh và chết, và làm sao thoát khỏi cái đó. Tức là không còn già, không còn bệnh, không còn chết, tức là không còn sinh. Chỉ có đường duy nhất đó mà thôi. Đó là nói về trong tạp A Hàm. Bây giờ trong
Tăng chi bộ của tạng Pali, Nikaya Pali thì cũng nói tương tự như vậy. Này các tỳ khưu, nếu ba pháp không có mặt ở đời, Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác không xuất hiện, pháp và luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ. À, có ba pháp đó. Nếu mà không có thì Đức Phật còn gọi có danh hiệu khác là Như Lai, và Ngài cũng là một A La Hán, chúng ta nhớ như vậy. Theo cái nhìn của bậc Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì A La Hán cũng là Phật, Phật là A La Hán. Cái đó là ứng cúng, tức là diệt tận những cái phiền não, là không còn tái sinh luân hồi nữa, vô sinh. À, đó cái nghĩa như vậy. Chỉ có khác biệt đó là Đức Phật là người chỉ và dạy, khơi bời ra một cái kỷ nguyên mới về Phật pháp, trong khi A La Hán là thường thường để chỉ những bậc đạo đệ tử đi theo con đường đó. À, nhưng mà nói về cái khả năng giác ngộ thì giống như nhau, chỉ có khác nhau là cái khả năng giáo thuyết người khác thì Đức Phật có cái khả năng rộng rãi hơn. Chánh đẳng giác xuất hiện, pháp và luật của Như Lai thuyết giảng, chúng ta thấy rõ rồi. Trong kinh điển Nguyên Thủy chỉ nói pháp và luật thôi. Tức là Phật pháp và nói về những cái giới luật thôi, chứ không có nói về vi diệu pháp hay A Tỳ Đàm. Về sau này thì mới phát triển ra thêm cái bộ môn đó. Trong kinh điển Nguyên Thủy chỉ nói pháp và luật. Thế nào là ba? Sinh, già, chết. Ở đây thì hơi khác biệt một chút, tức là thay vì nói lão thì không nói mà. Nhưng mà chỉ có cái sinh, cái già, cái chết, tôi không có nói về bệnh. Nhưng mà chúng ta cũng thể hiểu được như vậy. Nó nằm ở trong cái già. Bệnh thì nó, già lúc nào nó cũng bệnh. Nếu ba pháp này không có mặt ở đời, Như Lai và A-la-hán, chánh đẳng giác không xuất hiện, pháp và luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ. Bởi vì ba pháp này có mặt ở đời, Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác xuất hiện, pháp và luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ. Pháp và luật, thâm mắt Vinaya. Thấy rõ như vậy. Đó là trích từ Tăng Chi Bộ, chương 10 Pháp, bài kinh số 76. Thì bữa nay chúng ta chỉ có một cái bản đó thôi. Bây giờ thì chúng tôi mời các anh chị trở lại cái chỉ mục chính, để chúng ta sẽ đọc cái phần dịch của chương này. Cái chết không thể tránh được, chương 13. Phần 1, giới thiệu. Nghiên cứu của tôi, tức là Ngài Bhikkhu Anālayo, về các bản kinh Nguyên Thủy liên quan đến chủ đề về bệnh tật được trình bày trong 12 chương trước. Bây giờ chuyển sang chủ đề có liên quan chặt chẽ với bệnh tật về cái chết, sẽ được trình bày trong 12 chương còn lại. Tức 12 chương đầu thì Ngài nói về cái bệnh. Bây giờ tiếp theo cái bệnh là chết, có liên quan chặt chẽ với nhau. Tình trạng khó khăn của cái chết được đưa ra rõ ràng trong sự thật đầu tiên của bốn sự thật cao quý tứ thánh đế đã được trình bày trong chương 1, như là một khuôn khổ nền tảng của Phật giáo về bệnh tật và cái chết. Sự thật đầu tiên này cho thấy cái chết cùng với sinh, già và bệnh là một biểu hiện của khổ. Cái khổ về thân. Chúng ta có khổ, khổ về tâm, khổ về thân. Cái khổ về thân ở đây là chúng ta sinh ra. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Không có đứa nào mà bẻ nào sinh ra mà cười hết trơn. Nếu nghe đồn như vậy chúng ta không thấy nè. Đứa nào sinh ra rồi cũng khóc hết. Sợ quá khóc. Đang nằm một cách, ở một cách thoải mái trong bụng mẹ. Ăn có sẵn. Điều, nhiệt độ này điều hòa, nằm êm ái ở trong bụng mẹ. Bây giờ ra ngoài tự nhiên thấy khác lạ thì khóc. Một cách lạ lùng. Chúng ta nhớ như vậy, cuộc đời nó vô thường. Cũng như tưởng tượng như là mình bây giờ phải bắt bị đài qua một cái sứ mệnh khác. Chúng ta cảm giác như vậy thôi. Bơ vơ, lạc lõng, lo sợ đủ thứ. Các anh chị nào ở trong xứ hoài thì, mà ngay ở trong xứ không vậy. Nếu mà, ví dụ như đang ở Sài Gòn bây giờ có việc làm hay là được thiên chuyển đi ra ngoài Trung hay ra ngoài Bắc này nọ, tự nhiên ra ngoài đó thấy không quen biết vậy, xa lạ. Nên cảm thấy lo sợ, đủ thứ không biết tương lai như thế nào, bất định, không ra khỏi cái nôi an toàn của mình. Nhất là những người phải đi làm ăn qua một xứ khác, như là bản thân chúng tôi cũng vậy. Khi mà qua xứ Úc lần đầu tiên, khăn gói qua đây một mình ban đêm, xuống phi trường 3 giờ sáng rồi mình thấy lạc lõng vậy đó mà. Rồi sau đó thì lúc đó thì chưa có ai, bà con cũng không có, bà xã cũng chưa có qua được. Thì ở một mình, ban đêm ở mình trong
trong cái cư xá của sinh viên, lúc đó xung quanh là toàn là người Tây, người Úc không nói tiếng Anh không. À, mình thấy rất là lạc lõng, rõ ràng. Đó cũng là một cái sợ, cái khổ chứ không phải là không. À, những người nào mà từng đi du học hay ở qua một cái xứ lạ ở một mình thì thấy, có hiểu được điều đó. Rồi mình có từ đó mình có liên tưởng tới, ngược lại lúc mà mình nằm ở trong cái bụng mẹ. Đấy, mình sung sướng, mình thấy an toàn như thế nào, được mẹ che chở, bây giờ mình bung cái tung ra ngoài cái tất cả lạ lùng hết. Cái sinh rồi già từ từ rồi lão rồi bệnh đau phải chết, đó là biểu hiện của khổ, đó là cái sự thật thứ nhất. Cuộc đời thì chúng ta thấy như vậy, rồi sinh ra con người mình thấy được như vậy, phải ý thức được điều đó. Sự thật thứ hai, trong tứ thánh đế xác định tham ái là nguồn gốc phát sinh khổ. À, chúng ta tham đủ thứ, tham dục vào cái dục giới, tham không có tham dục giới này nữa thì cũng lại tham ở trong cái cõi sắc giới, rồi cõi sắc giới không còn tham nữa, qua cái cõi vô sắc giới cứ vậy hoài, chấm chặt vào đó. Trong trường hợp tử vong, khi người ta càng cố gắng nắm bắt tham ái và chấp trước thì sẽ càng thấy cái chết đe dọa nghiêm trọng. Do đó sợ chết có thể được xem như là thước đo mức độ gắn bó của một người và sự tồn tại của cái thân thể này. À, mình dính mắc một cái thân thể mình sợ, à, sợ chết, mình sợ mình phải buông nó ra thì không biết đi ra về đâu, mình lo sợ đủ thứ. Rồi nhất là mình từ nhỏ đến lớn bị tuyên truyền đó, ma rồi quỷ rồi địa ngục này kia, mình lo sợ đủ thứ nhưng mà không có tránh được, đó là cái khổ của mình. Mình càng nắm bắt thì càng thấy khổ rồi phải buông. Ta tập chết ngay từ bây giờ. Không phải là bi quan mà mình tập, mình phải nghiên cứu, để thấy rõ, chúng ta đang học bây giờ. Bởi vì theo những cái những người mà họ từ cõi chết trở về, tức là họ tưởng là chết nhưng mà không chết được, bị bất tỉnh, bị một cái tình trạng nào đó, cái thức nó thoát ra, nó không dính mắc vào trong cái thân xác, thoát ra ngoài, rồi họ thấy được ánh sáng này khi họ về. Rồi những người mà nhập thiền là cũng có cảm giác được như vậy. Khi những bị vị mà nó nhập thiền, thiền tương đối an định rồi thì cái thức nó không có dính mắc vào trong cái thân xác nữa. Rồi có thấy rõ sự tách rời. Rồi bây giờ mình tập làm sao mình thấy được, mình không có dính mắc vào cái thân. Để mình bê qua làm quen từ từ. Trước sau thì mình cũng phải chết thôi. Phải đi bỏ cái thân xác này, cũng giống như là trước sau thì mình cũng phải bỏ xứ mà đi thôi. Qua một xứ làm ăn một xứ khác thôi. Bây giờ mình phải nghiên cứu coi cái xứ khác đó nó như thế nào. Rồi cái tâm trạng của người mà xa xứ như thế nào, rồi cái người mà đi vào cái xứ mới như thế nào, mình sửa soạn. Sự thật thứ ba có liên quan đến việc chấm dứt khổ, ngụ ý rằng chúng ta có thể có thái độ tự do, không khổ lúc chết và lúc sắp chết. À, tức là mình có thể tập được, mà tập được như vậy thì mình sẽ bớt khổ đi, có thể không khổ khi mình chết. Buông bỏ tham ái và chấp trước làm gia tăng mức độ tự do khỏi nỗi sợ chết. Để mình phải tập từ bây giờ, phải buông bỏ bây giờ, đừng có dính mắc, nhìn vào cái sự thật, rồi mình ra đi đừng luyến tiếc. Rồi trước sau thì cũng phải đi, bây giờ mình phải tập, mình nghĩ như vậy. Nhiều người họ không dám nghĩ tới, nói tới là sợ, hoặc là không muốn nghe. À, nhưng mà cũng giống như con đà điểu chui đầu xuống cát vậy, thấy sợ quá chui đầu xuống cát trốn. Nhưng mà cái thái độ là không có đúng trong theo cái nhìn của đạo Phật. Mình phải nhìn, không phải làm cho mình bi quan, nha, mình nhìn thấy như vậy mình có lạc quan hơn. Lạc quan ở đây có nghĩa là mình trở về thực tại, mình sống và thực tại, mình lợi dụng từng giây từng phút chứ không có để tiêu phí cái thời gian, cái công sức vô ích vào những cái chuyện vô ích. Khi mình thấy, mình nhìn lại, mình thấy mình phí thì giờ làm lo chuyện này, cái đi tán bao đồng này nọ, làm những cái chuyện không đáng làm để chạy trốn, mình thấy buồn, mình thấy bo, thấy là chán, buồn chán đủ thứ, mà thật sự đâu có buồn chán gì đâu. Mình không biết cách sử dụng cái thời gian của mình thôi. Nếu mình sử dụng thời gian của mình cho đúng rồi, mình thấy rất nhiều chuyện để làm, đọc sách, hành thiền, đi làm những cái chuyện từ thiện, hoặc là đi khuyên giải người khác, khuyến khích người khác, mình có những cái hành động, những cái ý tưởng xây dựng, đóng góp trong xã hội, đóng góp trong cộng đồng, đóng góp trong đạo tràng, rất nhiều chuyện phải làm. Ngay cả chính cái bản thân chúng tôi bây giờ nói rằng về hưu là không có việc gì làm chứ không đúng đâu, rất nhiều chuyện để làm. Chỉ có cái lấy cái là khi mình về hưu rồi thì mình làm với cái tinh thần thoải mái,
không có sợ ai mà gò bó hay là không có đặt ra một cái thời điểm nhất định này, mình làm thoải mái, không có bị áp lực. Chứ còn nhiều chuyện làm đó, không có thấy thấy thời giờ đi qua nhanh, nó không có giờ mà thấy buồn chán. Sự thật thứ tư mô tả con đường thực tế cần được thực hiện để đạt đến tự do nội tâm, thoát khỏi nỗi sợ chết. Con đường thực hành này kết hợp nền tảng đạo đức với hệ thống tu tập tâm ý, tức là nói đây là tu tập chúng ta phải có giữ giới, nền tảng đạo đức, và tu tập tâm ý là mình phải có định với tuệ. Giới định tuệ đó là một điều chính tóm lại của Bát Chi Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo theo cách ấy, mối đe dọa gây ra bởi cái chết và lúc sắp chết có thể trở thành một động lực mạnh mẽ để giúp chúng ta chú tâm sống đời đạo đức và tu tập tâm ý qua hành thiền. Ra mình thấy như vậy, khi mình thấy được cái chết rõ ràng như vậy rồi, nó làm cái động lực để mình tu tập. Chứ mình không phải là bi quan, mình buông trôi. Mình thấy bây giờ mình còn khỏe, còn nghe được, còn thấy đọc được, còn có thể đi tới đi lui được, có thể đi chùa, có thể tham gia những hoạt động từ thiện được, làm được thì mình làm. Mình tạo thiện nghiệp chứ đừng có phung phí thời gian. Không có ngồi đó mà chích chát những cái chuyện vô đích, tạo những cái sự phiền não rồi gây thù kết oán, rồi ngồi đó phê bình người này người kia, rồi chửi bới, rồi đủ thứ chuyện, nó vô ích lắm. Mình làm những cái hành động xây dựng, tới đâu mình đóng góp tới đó, đóng góp trong cái khả năng nhỏ bé của mình, chứ không phải là ai cũng thành anh hùng, làm Bồ Tát, làm thiên tài hết. Nhưng mà ai cũng có thể đóng góp được, đóng góp trong cái khả năng của mình. Ăn thua, cái đó cũng đều có phước. Như hôm qua chúng tôi có nói về vấn đề bố thí này. Chúng ta ai cũng có thể bố thí, trích một phần nhỏ của cái đồng lương của mình, có lợi tức thu nhập, làm chuyện bố thí, không cần phải nhiều. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình làm đều đặn, làm thường xuyên, và mình thực hiện với tâm hoan hỷ. Cái đó là mới là cái quan trọng. Chứ bây giờ thí dụ như ông triệu phú thì ông bỏ ra 1, 2 ngàn, 5, 10 ngàn đâu ăn thua gì. Trong khi mình dân lao động mình bỏ 5, 10 ngàn đô la mình thấy nó đau. Nhưng mà mình bỏ 1, 2 đồng thôi cũng được, theo cái khả năng của mình. Nên tôi thấy nói là theo học theo cái người lời người bạn ngày xưa là theo cái phần trăm, mình chỉ trích là 5% thôi. 5% của ông triệu phú, tỷ phú khác với 5% của người lao động, nhưng mà cũng là 5%. Nó làm cái tỷ số, tỷ lệ tương đương như nhau. Và đôi khi cái 5% của mình, khi cái ông tỷ phú, ông triệu phú, ông chỉ trích ra cái 1% của ông thôi. Ông tiếc tiền. Còn khi mình mặc đầu mình là lao động cực khổ, mình dám trích ra 5-10% cái lương lao động của mình để mà mình làm chuyện thiện, chuyện từ thiện, mình thấy cái phần trăm nó mới có quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng thứ hai là không phải làm tùy hứng. Không phải người ta ai mà tới rồi rủ rê mời là mình ngại, rồi cái kỳ là mình làm theo một cách nghĩa là ngần ngừ, chần chừ. Mình phải làm với tâm hoan hỷ sốt sắng và làm đều đặn, chứ không phải bữa nay làm thôi rồi cả năm sau mới làm nữa. Khi nào có lễ, có ai kêu gọi mới làm, không phải như vậy. Mình tự động mình thấy mình làm điều thì coi như là cái pháp tu đều đặn thường xuyên. Đừng có cái thái độ gọi là mặc cảm tự ti gì hết. Chúng tôi thường hay khuyên bạn bè đây, không phải đâu. Mình làm với tâm hoan hỷ và đóng góp trong cái khả năng tài chính của mình, không cần phải nhiều, cổ ích lòng nhiều, ông bà mình nói như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm đều đặn, mà mình làm cái tình nguyện mình làm, mình tự nguyện làm chứ không phải đợi người ta rủ rê. Mà cũng không có phải làm để mà khoe khoang, mà mình làm với cái tâm hoan hỷ, đó là mình tạo phước. Mình thấy như vậy, bởi vì cái cuộc đời nó ngắn lắm, lúc nào còn sống lúc nào phải cố gắng tạo phước lúc đó, tạo thiện nghiệp, không biết chết lúc nào. Không ai cũng 100 tuổi mới chết. Chúng tôi vừa từng trước thì ở nhà bà thân của bà xã bị bệnh, và bà ấy cũng 85 tuổi đủ thứ bệnh, nên đưa vào bệnh viện chúng tôi đi thăm. Rồi đấy, họ đưa qua cái khu người già, người già đủ thứ bệnh của người già, đủ hạng người, da trắng, da vàng, da đen, nằm rên rỉ này kia, rồi đi lụm khụm. Mình thấy rồi qua cái khu những người bệnh khác thì cũng có người trẻ. Rồi mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy kiếp nhân sinh nó là như vậy,
nhìn lại cuộc đời của mình thấy có những người, như có những cái chúng sinh mà chết từ trong bụng mẹ, cái tuổi thọ chỉ vài ba tuần rồi chết ngay trong bụng mẹ. Có những chúng sinh mà ngay cả xảy ra trong trong cái họ hàng gia đình chúng tôi, nó thấy rõ ràng là mới vừa sinh ra là chết liền, cái duy nhau còn quấn ngang cổ thở thở không được là chết liền, chưa kịp khóc nữa. À, mình thấy rồi có những đứa bé 5-10 tuổi chết, có những đứa bé chừng tuổi chết, rồi qua thời gian chiến tranh mình thấy chiến tranh đó, mình thấy những người trẻ chết, người già phải làm đám tang cho con, trẻ phải đi lính quân đội rồi chiến tranh là chết. Rồi bây giờ mình thấy hoạt động xe chết, rồi những người 50, 50 tuổi, 60 tuổi rồi cũng chết, bạn bè chúng tôi cũng lần lượt ra đi. À, đâu phải ai cũng sống tới tám mấy 90 tuổi 100 tuổi mới chết, lâu lâu thỉnh thoảng có tin như vậy. À, nhưng mà mình nhìn phải nhìn thực tế. Rồi những cái tai nạn xảy ra xung quanh, nhiều cái bất ngờ, chẳng hạn như bệnh dịch corona COVID-19, mình thấy đâu có gì bất ngờ xảy ra trong 6 tháng thôi, bây giờ cả triệu. À, mình thấy rõ ràng như vậy. Mà cũng chưa hết nữa. Cái bệnh dịch này thật sự đừng có chủ quan, vẫn còn ngầm phải kiểm soát luôn luôn, và nó ảnh hưởng không phải chỉ ra cái thân thể, mà ảnh hưởng lên cả cái mức độ sinh sống kinh tế toàn cầu, sẽ đi qua một thời gian khủng hoảng. Không phải phải nhìn như vậy, phải nhìn xa như vậy. Những anh chị nào trong làm trong vấn đề buôn bán hoặc là vấn đề xuất nhập khẩu là phải để ý chỗ đó, kinh tế đang trì trệ, làm ra không có ai mua hết. Những cái nước Tây phương đang bệnh bị sa thải rồi thất nghiệp nhiều lắm. Rồi từ cái thất nghiệp đó không có tiền, nó sẽ sanh ra nhiều cái tiêu cực trong xã hội. Mình thấy thế giới thay đổi hoàn toàn trong vòng 6 tháng thôi. Ngay cả nước Mỹ là một nước hùng mạnh mà bây giờ cũng thấy cũng chết rất nhiều, rồi phải đóng cửa chỗ này chỗ kia. Bên Úc cũng vậy, một cái hãng máy bay đang phá sản rồi. Bên Úc có 2 hãng máy bay thôi mà một hãng là phá sản rồi, bởi vì không có bay được, thành ra không có khách, mà lại mượn vay tiền quá nhiều để mà khuếch trương. Rồi người Úc cũng do sợ cái này cũng bị thất nghiệp ở nhà. Chẳng hạn chúng tôi, mình về hưu rồi, nhưng mà mình đi, mình thấy lái xe, mình thấy trong cái khu, không nói đâu xa, ngay trong cái khu vực mình đang ở, thì bây giờ xe hơi đậu đầy ngoài đường á, bởi vì họ không có đi làm. Tại vì ở đây xe hơi, ở đây thì cũng giống như ở Việt Nam, xe đạp, xe gắn máy thôi. Nhà có 3 người là có 3 chiếc xe, 5 người là có 5 chiếc xe. Ban ngày thì ít đấy, bởi vì ngày xưa là họ đi làm hết, ban đêm họ mới về. Bây giờ thấy cả ban ngày chúng tôi đi chợ hay là đi bơi, rồi đi ngang mấy cái khu đó, mình thấy xe đậu đầy á. Có nghĩa là họ không có việc làm, họ ở nhà. Mình thấy rồi. Rồi bắt đầu có những cái sự kiện tiêu cực xảy ra. Rồi nạn trộm cắp, rồi đánh lộn, rồi họ bị khủng hoảng. Mình thấy cái thế giới thay đổi rất là nhanh. Là mình nhớ như vậy, không phải là bi quan. Mình nhớ để mình thấy được cái vô thường bất định của đời sống. Rồi nó sẽ hết thôi. Một năm nữa, 6 tháng, 1 năm, 2 năm nữa, nó sẽ trở lại như cũ, rồi người ta lại quên. Ta lại quên đi. Mình thấy rõ ràng cái tâm trạng con người là như vậy. Nhưng mà qua những cái đó là những cái bài học trong đời sống để nhắc nhở cho mình biết. Cái đó, cái quan trọng ở đây là mình tu theo cái đường hướng mình đã định sẵn, chứ không phải nói ra như vậy để phê bình hay là chê bai hay chỉ trích ngay những cái người khác hay hoàn cảnh xã hội. Mình phải trở về cái công việc của mình, những cái chuyện chung quanh đó mình quan sát để mình thấy thôi. Sự kiện cái chết đưa đến phát sinh khổ có nhiều nguyên nhân, trong số đó có nỗi đau buồn do sự ra đi của những người thân yêu. Đây là khi mà trên người thân trong nhà, nói gì thì nói, chứ bây giờ mình nói mình biết như vậy, nhưng mà tiên cái người thân ở trong nhà, ba má mình hay là ai đó, anh chị em trong nhà, khi con cháu đó, bị bệnh rồi chết thì mình cũng sốc. Mình cũng sốc, mình cũng buồn, khổ chứ không phải là không. Nhưng mà cái đó rồi sau đó, cái quan trọng là mình phải bình tĩnh trở lại, chứ không để cái khổ, cái buồn nó dây dưa lâu dài. Bài kinh dưới đây trình bày một trường hợp đau buồn như thế liên quan đến vua Pasenadi Ba Tư Nạc của xứ Kosala, Tiều Tắc La. Vua Pasenadi thường được đề cập trong các bài kinh như là một người rất ngưỡng mộ Đức Phật và thường xuyên đến thăm Ngài. Mình thấy chỗ này, tức là
ở Kosala, ở Kiều Tất La, thì có lẽ là lúc này là Đức Phật đang ở trong Tinh Xá Kỳ Viên. Tinh Xá Kỳ Viên là nằm ở ngoại ô của cái kinh đô của Kosala, Saranat, ở thành Xá Vệ, Sawatthi. Và mình thấy vua Abba Thinak là một đệ tử của Đức Phật. Ông hay đến thăm Đức Phật, ông hay đến tâm tình, có những cái gì ông đến tâm tình. Và chúng mình nhớ cái điều này nữa là vua là một cái vị đã đắc được cái quả đầu tiên này, quả vị lưu, nhưng mà vua vẫn còn buồn, vẫn còn có những cái tâm tư đến thăm, rồi Đức Phật vấn kế cho. Và Đức vua mặc dù là vẫn là một cư sĩ, mình thấy đắc được cái quả đầu tiên, vẫn có gia đình, vẫn là có điều trì, có vợ rồi, có hoàng hậu rồi, cũng cai trị đất nước này kia, mình thấy rõ ràng như vậy. Ra cái quả dự lưu, cái quả đầu tiên, chúng tôi hay thường nói là mở rộng cho tất cả, không phải chỉ có tu sĩ thôi, mà thành phần cư sĩ cũng có thể đắc được quả này, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, và là mỗi ngành nghề, mỗi hoạt động trong xã hội hết, miễn sao làm cho những cái nghề đó là những nghề tốt, không có hại ai thôi. Chứ là họ đọc đủ mọi ngành nghề, buôn bán rồi làm nô lệ cũng có, làm đi làm tiều phu cũng có, đi làm thương gia rồi làm công này kia, đều đầy đủ đủ mọi ngành nghề đều có thể đắc được quả vị lưu. Và cái đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắm đến, làm sao nhập được cái dòng sông giải thoát. Bởi vì khi mình vào được cái quả đó rồi thì chỉ là xuôi một dòng ra biển cả, tức là tiến đến giải thoát giác ngộ thôi, tối đa là 7 kiếp thôi, không có hơn. Rồi mình thấy mình đã ở đây là cả ngàn, cả mấy ngàn kiếp luân hồi rồi, bây giờ thêm 7 kiếp không có nhầm nhòi gì. Đó. Nhiều người chỉ nhắm tới tới đạo Phật là chỉ muốn thành Phật, thành Bồ Tát thôi, mà quên đi những cái giai đoạn đầu tiên. Ngày xưa chúng tôi cũng, nhưng bây giờ mình nhìn lại mình thấy cái đó nó xa vời quá. Cái thực tế là làm sao mình nhắm hướng đúng cái hướng tới cái dòng sông giải thoát. Khi mình nhắm được đúng cái hướng rồi thì dầu mình có chết, chưa có xong có chết kiếp này, thì mình có cái hướng, cái đà sẵn để những kiếp sau mình tái sinh mình tiếp tục thì cái hướng đó, đi đến cái bờ sông giải thoát. Rồi khi mà mình tới bờ sông giải thoát rồi thì mình hòa nhập vào cái bờ sông đó, vào cái dòng sông đó, để đạt cái quả dầu dự lưu, thêm thêm 7 kiếp thôi, không có bao nhiêu hết. Và cái quả dự lưu này là mở rộng cho tất cả mọi người, tu sĩ, cư sĩ, nam nữ, già trẻ, ai cũng có thể có cái khả năng và có điều kiện để mà thực tập, nếu mà chúng ta có nỗ lực tu tập và đầy đủ phước duyên. Thành thử ra bây giờ mình phải tạo phước tức là tạo điều kiện, thứ hai là mình phải tu tập để có ít ra là mình cắt được ba cái sợi dây đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghi thuộc. Hãy nhớ như vậy, làm gì thì làm, nên tất cả những gì mình làm tu tập mình phải đặt cái câu hỏi là có giúp được gì để mình cắt đứt được ba sợi dây đó hay không, sợi dây thân kiến có cắt được hay không, nhất là mình chấp kiến, coi cái tư tưởng này là của tôi, cái ngã này là của tôi, khó lắm nhưng mà phải nghĩ. Thứ hai là cái lòng tin của mình như thế nào, lòng tin có bất thối chuyển hay không, và có tin về nhân quả, có thấy rõ được cái nhân quả hay không, có sự sinh diệt hay không. Rồi, thứ cái cuối cùng là cái còn chấp vào cái giới lễ nghi, cái hình thức màu mè rườm rà đó. Cái chuyện này cũng là cái chuyện dễ bỏ mà lại khó dứt dễ bỏ mà khó dứt hễ mà mình thấy là cái gì lúc ban đầu thì đơn giản, nhưng mà đông người rồi bắt đầu có nổi tiếng lên rồi là bắt đầu vẽ hoa lá cành đủ thứ chuyện, rườm rà hao phí đủ thứ chuyện, xây chùa to Phật lớn rồi làm chụp hình rồi mặc đồng phục rồi này kia hoành tráng này nọ, mình thấy nó hao phí vô ích tiền của không, nhất là trong cái thời gian này mình thấy chung quanh có rất nhiều người họ cần cái sự giúp đỡ, sự vật chất hay những cái chuyện mà tài chính mà hao phí đó có cần thiết hay không, phải cần phải xây những cái cơ sở hoành tráng hay không, hay là đây mình lấy cái nguồn tài lực đó mình để giúp đỡ những cái người cần phải giúp đỡ. Cái điều này thì chúng tôi chỉ đưa ra như vậy để mọi người tự suy nghĩ, nhiều khi mình phải hiểu như vậy, sử dụng cái đồng tiền, cái nguồn tài lực mình cho đúng chỗ, cái thời gian mình cho đúng chỗ, dành thời gian tu tập cũng cần phải xây dựng cơ sở, nhưng mà chỉ là đơn giản thôi, chỉ cần thiết để mà mình có đến đó tu tập để mà dự hành lễ, nhưng mà phải tránh cái chuyện mà màu mè qua
Cái chuyện đó khó tránh lắm, nhưng mà phải cố gắng. Đó là nói về ba cái sự vậy: thân kiến, hoài nghi, giới lễ, nghi thuật. Ngoài bài kinh trong tập A Hàm được đề cập trong chương này, SA 1227, tức là Sanyutta Agama, tập A Hàm, bài kinh số 1227, còn có các bài kinh tương đương trong tương ưng bộ, SN 3.22, tức là Sanyutta Nikaya, là tạng Pali, 3.22, tức là chương 3 hay là tương ưng 3, mà bài kinh số 22. Chúng ta đọc ra như vậy để chúng ta làm quen với cách, với lại cái quy ước mà trích dẫn kinh điển. Trong các bản dịch của tạng A Hàm khác, SA 54, kinh 54, và IA 26.7, IA tức là Ekottara Agama, tức là Tăng Nhất A Hàm, chương 26, bài kinh số 7, và vài mảng bằng tiếng Sanskrit. Thật ra chúng ta có nhiều cái bài kinh tương đương như vậy. Bây giờ thì chúng ta chỉ trích ra hai bài thôi. Xin đọc ở đây cái phần kinh văn. Kinh văn bà nội, bài kinh này do Hòa Thượng Thích Đức Thắng dịch. Chúng tôi hiểu đính lại theo cái dựa theo các bản âm dịch của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, thành Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nạc Pasenadi có bà nội, người mà vua rất kính trọng, bỗng nhiên mạng chung tức là chết, qua đời. Vua đưa ra ngoài thành quả tán, thu gom tro cốt, xong với áo tang tóc bù xù đến gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài rồi ngồi lui qua một bên. Thế Tôn hỏi vua Ba Tư Nạc: đại vương từ đâu lại mặc đồ tang tóc bù xù như thế? Vua Ba Tư Nạc thưa: bạch Thế Tôn, con đã mất bà nội mà con rất kính trọng, bà đã bỏ con ra đi, con đã đưa ra ngoài thành để quả tán, thu gom tro cốt, rồi đến đây gặp Thế Tôn. Đức Phật bảo: đại vương thương kính bà nội lắm phải không? Vua Ba Tư Nạc bạch Phật: bạch Thế Tôn, con rất kính trọng thương mến bà. Bạch Thế Tôn, nếu đem những gì có được ở trong nước, như voi, ngựa, bảy báu cho đến ngai vàng, đem bố thí hết cho người khác mà có thể cứu sống được bà nội, thì con sẽ bố thí hết. Nhưng vĩnh viễn con đã không thể cứu được. Kẻ sống người chết mãi mãi xa lìa, nhớ thương buồn khổ không tự mình vượt nổi. Con đã từng nghe Thế Tôn nói, tất cả các chúng sinh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả quỷ thần có sinh đều phải chết, rốt cùng cũng phải chấm dứt, không có ai sinh ra mà không chết. Hôm nay con mới nhận thấy lời Thế Tôn nói đúng. Ông nói rất là hay, ông thấy rằng Đức Phật nói, nhiều khi mình thấy nói chuyện người ta không, mình không có thấm. Khi mà cái đó nó xảy ra ngay chính trong gia đình mình thì mình thấy thấm thiết. Bây giờ mình nói về cái chết, người này chết, người kia chết, thì mình nghe vậy thôi, mình cũng thấy thương, thương tiếc tiếc rồi. Mình không có thấy thấm. Nhưng khi mà mình có người nào đó, người thân ở trong gia đình mà đột nhiên qua đời, mất đi, lúc đó mình thấy thấm. Ngẫm nghĩ thấy rõ ràng, cái chết nó thấy rõ ràng như vậy. Thật ra nhiều khi mình cũng nên, chúng tôi hay khuyên mọi người nên đi đến những bệnh viện thăm những người bị bệnh, hoặc là nên đi dự đám tang. Mà thường thường đi dự đám tang chúng tôi đến sớm đó, đến cái lúc mà chưa có đóng nắp quan tài đó, đó lúc còn liệm đó, mình đến đó rồi mình chia buồn, rồi mình xin phép tới nhìn, thì nhìn cái người nằm ở trong quan tài, nằm trong cái hòm chưa đóng nắp lại, nhìn thấy rõ. Mới hôm qua, hôm kia, tháng rồi còn vui cười, còn tươi tắn, bây giờ xanh mét nằm, mình thấy khác biệt này. Mà một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy thôi. Đừng có sợ, không có sợ, đừng nghĩ tuyên truyền thôi. Nhưng khi mình sợ là mình nghe bị tuyên truyền. Chứ việc cái chết chỉ là cái xác đó, chứ còn cái hồn đi mất tiêu rồi. Nhưng mà mình nhìn như vậy đó, mình thấy rõ. Mới thấy thấm, thấm thía vô cùng. Mặc dù mình thấy rõ, mà mặt mày nó ốp lại này kia. Mình thấy cái nhìn cái xác chết. Một ngày nào đó mình cũng phải như vậy. Nhìn cho rõ. Người một khi còn sống thì hấp dẫn, thấy oai hùng, thấy đẹp đã đẻ rồi, bây giờ nằm xuống mình thấy giống như ai cũng sợ. Mình thấy nhìn cho kỹ, nhìn cho kỹ đó mình thấy được rồi. Mà không có ông vua Ba Tư Nạc nói bây giờ ông đổi cả gia tài, tài sản, cả một xứ sở như vậy để mà cứu sống bà nội, ông cũng sẵn sàng, nhưng mà ông biết không có làm được.
Cái chuyện đó là cái chuyện không thể được, mình ra đi mãi mãi thôi, phải chia lìa thôi. Mình thấy rõ vậy, mình thấy rõ cái khổ, cái khổ của chia, mình thương tiếc nhưng mà không có thể duy trì được, mình phải đi thôi, phải thấy vậy. Đó là kinh nghiệm riêng của chúng tôi. Ra mỗi lần chúng tôi đi gì đám tang, tôi tới sớm lắm. Đến sớm này khi mà chưa có đóng nắp quan tài, thấy được người chết là chót, mình xin phép mình tới, mình thắp nhang xong rồi mình tới, xin phép mình tới, mình đứng ở đây chắp tay lại, mình đứng nhìn lặng lẽ, nhìn quan sát một lúc, thấy rõ ràng. Đức Phật bảo đúng vậy, đúng vậy. Tất cả chúng sinh, tất cả côn trùng cho đến quỷ thần, có sinh đều phải chết, rốt cùng phải chấm dứt, không có ai sinh ra mà không chết. Phật bảo tiếp, cho dù dòng họ Bà La Môn, Sát Đế Lợi hay gia chủ, nếu có sinh đều phải chết, không ai không chết. Cho dù là đại vương Sát Đế Lợi, Sát Đế Lợi là cái phần cái thành phần mà gọi là thành phần chiến sĩ, nó có bốn thành phần trong xã hội Ấn Độ thời đó, thì Sát Đế Lợi đây là cái thành phần chiến sĩ. Được thiên hạ đảnh lễ làm vua, bốn thiên hạ có quyền lực khắp nơi, có nước thù địch đều hàng phục, cuối cùng cũng không thắng được cái chết. Thì cho dù cái ông vua đó mà ổng là ổng ai cũng phải quy phục ổng hết, cái quyền lực khắp nơi hết, những cái nước thù địch đều họ cũng phải sợ, cũng phải đi quy phục ổng hết, nhưng mà rồi ổng cũng phải chịu thua trước thần chết thôi, không có thắng được thần chết. Lại nữa, đại vương dù sinh vào cõi trời trường thọ, làm vua thiên cung vui hưởng khoái lạc, cuối cùng cũng phải chấm dứt. Mà nhớ cõi trời có một cái đời sống dài hơn, cả ngàn năm, cả triệu năm, rồi cũng phải chấm dứt thôi, không có mãi mãi được. Mình thấy như này. Lại nữa, đại vương, các tỳ khưu A-la-hán tuy lậu hoặc đã hết, đã lìa các cánh nặng, việc cần làm đã làm xong, đã được lợi mình, cắt đứt các kiết sử, tâm giải thoát với chánh trí, vì ấy cuối cùng rồi cũng phải chấm dứt, xả thân bát niết bàn. Thì ngài cũng nói như vậy. Bây giờ cả các bậc A-la-hán nữa, bây giờ các ngài là coi như là đã tu tập xong rồi, bỏ các cánh nặng xong rồi, đứt cắt bỏ các kiết sử rồi, tâm giải thoát rồi, thì cái thân xác của các ngài cũng phải một ngày nào đó cũng phải chấm dứt. Ngay cả Đức Phật cũng vậy. Mình thấy ngài ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài A-nan-đa rồi nó cũng đều chết hết rồi. Mình nói theo cái nghĩa thông thường, tức là cái thân xác ngưng hoạt động, cái thân ngũ uẩn không có hoạt động. Lại nữa, hàng duyên giác, khéo điều phục, khéo tịch tỉnh, khi hết thân mạng này, cuối cùng rồi cũng phải chấm dứt, xả thân bát niết bàn. Bát niết bàn tức là cái niết bàn cuối cùng, tức là lúc đó là không còn tái sinh. Parinibbana. Chư Phật Thế Tôn đầy đủ mười lực, bốn vô sở quý, tiếng rống sư tử vô thượng, cuối cùng cũng phải chấm dứt, xả thân bát niết bàn. Ngay cả chư Phật cũng vậy thôi, cũng trụ thế gian, trụ thế một thời gian thôi, rồi cuối cùng là cái thân cũng ngừng hoạt động, chứ không có ở lâu thế gian lâu dài được. Vì vậy, đại vương nên biết, tất cả chúng sinh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả quỷ thần có sinh đều phải chết, cuối cùng là phải chấm dứt, không có ai sinh ra mà không chết. Rồi Thế Tôn nói lên câu kệ này: tất cả loài chúng sinh có mạng đều phải chết, chúng đi theo nghiệp mình tự nhận quả thiện ác. Chết theo cái quả thiện quả ác như thế nào là đi theo con đường đó. Nghiệp ác vào địa ngục, làm lành lên cõi trời, tu tập đạo thắng diệu, đậu tận bát niết bàn. Đó là chúng ta, nếu chúng ta chưa có xong vẫn còn tạo nghiệp thì mình đi theo cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình. Nghiệp ác thì xuống cõi khổ, nghiệp tốt nghiệp lành thì đưa mình lên cõi tốt. Còn nếu mà mình tu tập xong xong xuôi hoàn mãn thì mình không còn phải tái sinh nữa. Như Lai và Duyên Giác, Thanh Văn đệ tử Phật đều phải bỏ thân mạng, huống là người phàm phu. Nó rất rõ ràng như vậy, để mình nhìn thấy cái chết không có trốn được. Mình thấy và nhớ điều đó để đừng có tự lừa dối mình, mà cũng đừng chạy theo cái tuyên truyền quảng cáo thuốc trường sinh bất tử này kia, hoặc là tu theo cái pháp yoga này, cái pháp yoga kia để được khỏe mạnh đời đời. Không có đâu, chỉ có một thời gian nào đó thôi. Có thể mình tu tập, mình ăn uống đầy đủ thì ra là mà ít bệnh hoạn rồi nó cũng bệnh thôi. Trong cái thời gian đó mình ít có bệnh hoạn thì mình có lợi dụng đó mình tu tập thêm thì cũng tốt,
Không phải là không, mình tập thể dục, mình sống, mình ăn uống đầy đủ, có điều độ, thì nó giúp cho mình là mình kéo dài cái thời gian khỏe để mình tu tập. Chứ không phải là kéo dài thời gian khỏe là mình ham chơi, mình chơi chỗ này chỗ kia, mình đi hoạt động chỗ này chỗ kia mà vô ích. Thì cái đó cũng là cái lợi. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Có tiếp theo cái bài kinh nữa thì cũng ý nghĩa cũng tương tự như vậy thôi. Các anh chị có thể đọc thêm ha. Xin đọc cái phần thứ ba là phần thảo luận. Bài kinh được trình bày ở đây nhấn mạnh rằng cái chết là không thể tránh khỏi. Mặc dù ai cũng biết điều đó, nhưng khi nó xảy đến với những người gần gũi và thân yêu, người ta thường khó chấp nhận. Mình thấy cái câu đó rất là đúng. Rồi, mà cũng ngay cả trong bản thân chúng tôi cũng vậy. Ngày xưa thì có ông cụ bà cụ cũng lần lượt qua đời tại đây. Mình thấy mình buồn lắm. Rồi bây giờ thì cũng có những người thân lớn tuổi rồi sắp sửa qua đời, có những người bị bệnh nặng, bác sĩ lắc đầu rồi bây giờ chỉ đi về nhà nằm chờ chết thôi. Thì nghe cái tin đó mình cũng bàng hoàng, mình thương tiếc. Nhưng mà chút rồi thôi, rồi mình dừng lại. Mình nói, đó là cái chuyện. Và cũng là cái điều để nhắc nhở cho mình biết. Cái thời gian nó ngắn ngủi. Ngay cả bản thân mình cũng vậy. Mình cũng không biết chết lúc nào. Nói ra, thứ nhất là mình sửa soạn. Thứ hai là mình cố gắng làm lành. Cố gắng tu tập trong cái thời gian mà mình còn khỏe, còn tỉnh táo. Và buông bỏ, bỏ cái dính tắc không có đáng. Không có chấp vào những cái chuyện không đáng gì hết. Nhiều khi mình chạy theo cái đó, mình nó kích thích. Nó khuynh hướng kích thích những cái tin tức đồ này nọ. Thời cuộc xảy ra bầu cử ở xứ này, xứ kia chạy theo. Nhiều khi mình thấy cũng lạ lùng lắm. Mình ở cái xứ này, nhưng mà mình lại thích theo dõi những cái thông tin, rồi bê phê bình những ông chính trị gia, là tổng thống, thủ tướng gì của những cái xứ khác. Tại sao thế này thế kia, là chê bai đủ thứ. Mình thấy là mình đâu có hiểu rõ vấn đề đâu. Chỉ đọc theo một vài bài báo, một vài tuyên truyền nào đó là mình chạy theo. Bởi vì mình trốn tránh cái thực tại trước mắt mình, thực tại hiện tiền. Khi mình thấy nó khó chấp nhận, mình thích bình luận những cái chỗ ở xa, ở Việt Nam mình thích bình luận ở Thái Lan, hay thích bình luận chuyện ở bên Pháp, bên Mỹ, bên Tây. Ở Úc thì thích bình luận cái chuyện ở Việt Nam, chuyện ở bên Tàu. Trong khi chuyện ngay tại xứ Úc, chứ mình đang ở, có nhiều cái vấn đề mà mình không dám bình luận. Bởi vì thấy nó khó khăn quá đi. Đó là cái tâm lý. Chúng tôi cũng bị như vậy, nhưng mà sau khi mình chạy theo cái chuyện khác, mình tự nhắc nhở, mình kéo về cái chuyện của mình. Nhất là những cái chuyện xảy ra ngay trong cái gia đình này, trong cái nhà này, trong cái bản thân mình là cái chuyện quan trọng nhất. Bởi vì cái đời sống không còn nhiều nữa. Mặc dù theo một số bài kinh tương đương khác, bà nội của vua Basenadi đã 100 hoặc thậm chí 120 tuổi. Bà qua đời ở tuổi ấy không phải là điều bất ngờ. Sống lâu như vậy rồi, nhưng mà khi bà chết thì ông vua ông cũng bàng hoàng. Mặc dù vậy, vua Pasenadi trải qua sự đau buồn sâu sắc đến nỗi nhà vua sẵn sàng cho đi tất cả những gì ông sở hữu nếu bà nội được sống trở lại. Bài kinh tiếp tục cho thấy cùng một nguyên tắc áp dụng chung cho những người trong gia đình nổi tiếng, liệt kê ba giai cấp cao hơn của xã hội cổ đại, đó là bà la môn, chiến sĩ và thương gia. Đó thì trong cái xã hội Ấn Độ ngày xưa thì có 4 giai cấp. Giai cấp đạo sĩ là bà la môn, giai cấp chiến sĩ là giai cấp cai trị, rồi thương gia là buôn bán, cuối cùng là giai cấp nô lệ, 4 giai cấp. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho vị vua cai trị toàn thế giới qua 4 lục địa. Trong quan điểm về vũ trụ của Ấn Độ cổ đại thì trong đó có Nam Bắc Đông Tây, 4 lục địa như vậy của thời Ấn Độ, và Ấn Độ là xứ ở giữa. Thì dầu cho nhà vua cũng chết thôi, chứ không có sống hoài được. Cái chết cũng xảy ra đến cho chư thiên và các vị A-la-hán, vốn là các đệ tử của Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Tư tưởng của Phật giáo sơ kỳ đề cập đến một hạng Phật gọi là Pachakabuddha. Độc giác hay duyên giác Phật là vị tự mình giác ngộ nhưng không truyền dạy cho người khác, không giống như những vị Phật chánh đẳng giác. Vị Phật độc giác và A-la-hán đều hoàn toàn giác ngộ, nhưng vị độc giác vượt trội hơn. Vì đã tự mình đạt được mục đích cuối cùng, không nhận được hướng dẫn từ một vị Phật nào cả. Dù vậy, tất cả các vị Phật độc giác và A-la-hán rồi cũng sẽ chết. Thì trong cái tư tưởng của Phật giáo sơ kỳ,
những cái bậc giác ngộ thường thường được xếp chia làm ba. Thứ nhất là chánh đẳng giác, tức là vị đó tự mình giác ngộ xong rồi truyền dạy cho người khác, lập ra một kỷ nguyên mới, đó là giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chánh đẳng giác. Thứ hai là những vị đệ tử, những vị đi theo con đường đó, học được từ vị Phật chánh đẳng giác, hay là học lại những lời dạy của Ngài, rồi cũng tự mình giác ngộ được nhờ thực tập, nhờ thực hành theo những lời dạy đó, thì gọi là A-la-hán. Thứ ba là vị Phật độc giác, tức là cái vị này ở những cái nơi mà không có Phật Pháp, nhưng do cái phước duyên tròn đủ, tự mình tìm ra con đường, rồi giác ngộ. Nhưng mà có một điều khác biệt là không dạy cho người khác, chỉ giác ngộ rồi thôi, rồi bát niết bàn. Rồi những vị đó gọi là Phật độc giác. Độc giác. Paccheka Buddha. Nhưng mà tất cả đồ Phật chánh đẳng giác, Phật độc giác hay là A-la-hán rồi thì cái thân ngũ uẩn cũng một rồi, một ngày nào đó cũng ngừng hoạt động. Tức là mình gọi nôm na cũng chết, không có hoạt động nữa. Điều tương tự cũng xảy ra với vị Phật chánh đẳng giác, vì lòng từ bi truyền giảng các giáo lý giải thoát vượt trội so với Phật độc giác. Theo truyền thống, một vị Phật chánh đẳng giác có 10 sức mạnh tinh thần đặc biệt như lai thập lực. Ngoài ra, vị ấy còn có 4 vô ngại trí. Với các trí lực như thế, Ngài có thể vững vàng tranh luận với bất cứ người nào với sự tự tin và từ đó truyền giảng giáo pháp một cách không sợ hãi, như tiếng rống sư tử. Một vị bậc Phật đại nhân có 10 lực và 4 trí như thế rồi cũng sẽ qua đời. Theo cái ý nghĩa là thân xác tứ đại ngưng hoạt động. Có 10 lực của Như Lai và 4 vô ngại trí thì chúng tôi có liệt kê trong phần ghi chú. Các anh chị có thể đọc cái đó, có liệt kê rõ ràng trong đó. Đó là cái phần về cái 10 trí lực thì được trích ra từ cái bài Đại Kinh Sư Tử Thống, bài số 12, trung bộ số 12 và Kinh Sư Tử. Trong cái tăng chi bộ và 4 vô sở quý hay là 4 cái vô ngại trí của Đức Phật thì cũng ở trong cái bài kinh tại Sư Tử Thống và cũng là ở trong cái bài kinh vô sở quý ở trong tăng chi bộ, các anh chị có thể đọc thêm. Các ví dụ được đưa ra như thế trình bày một cách sinh động toàn diện sức mạnh của cái chết. Một thông điệp chính nằm bên dưới những ví dụ đó là sự cần thiết xem cái chết là một phần tích hợp của kinh nghiệm của mỗi người, thay vì để nó chỉ là một lý thuyết được thừa nhận rồi nhanh chóng quên đi. Một cách áp dụng điều này vào thực tế trong các hoạt động hàng ngày là thỉnh thoảng lưu ý rằng người ta vừa mới gặp gỡ cũng sẽ chết. Không ai được miễn trừ số phận đó. Và mình thấy, ngay cả mình rồi sẽ chết. Rồi những người mình gặp rồi họ cũng chết rồi. Và cái điều đó, như hôm trước chúng tôi cũng có chia sẻ với một số bạn bè đó, nó làm cho mình nhìn cuộc đời một cách bình thản hơn và mình sống tử tế hơn. Thứ nhất là đối với mình, như chúng tôi mới vừa trình bày đó, mình thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Thế bây giờ ngồi nói chuyện chút xíu nữa, bước ra khỏi đường, khỏi nhà là xe tông chết, hoặc trượt xuống đập đầu xuống đường là chết. Hoặc đi ra đường là bị truyền nhiễm một cái bệnh nào đó, hoặc là bệnh corona hay gì đó, là về bị bệnh mấy ngày, mấy tuần là chết, mình không biết rồi. Có thể mình chết ngày mai, ngày mốt, tháng tới. Mình tưởng ra khi mình còn sống ngày nào là mình sống cách bình thản, buông bỏ, sử dụng cái thời gian còn lại sao cho nó có ích lợi. Ngay bây giờ sống tử tế với mọi người, an vui. Thứ hai là những cái người mình tiếp xúc, chẳng hạn người thân trong nhà, hoặc là bạn bè, hoặc những đối tác mình làm ăn buôn bán, hoặc mình ra đường, hàng xóm này kia, họ có thể chết bất cứ lúc nào. Mình để không có cái gì mình phải đâm ra sân ra hận thù, hờn giận lâu. Nên khi mình bực là chút là thôi. Dĩ nhiên là mình là phàm nhân thì mình cũng còn tánh sân. Nhưng mà đừng để lâu dài. Đừng có tưới dầu vào trong lửa. Lửa nó nhóm lên rồi thì mình cố gắng lấy nước dập tắt cái ngọn lửa sân. Mình thương họ. Bởi vì thường thường là như vậy. Mặc dù mình ghét người nào đó mà nghe cái tin người đó qua đời tự nhiên mình thấy thương. Ra khi người nào mình gặp đối tác rồi họ có những cái hành động không phải không tốt với mình bực ra, tự nhiên mình cũng nghĩ lại những người đó họ sống với cái nghiệp của họ mà họ có thể chết bất cứ lúc nào. Có thể bữa nay họ đang gây gổ với mình, họ tìm cách chăm chích chăm trọc chê bai mình, ngày mai họ chết rồi mình không biết rồi. Mà nhiều khi họ có bệnh hoạn trong người họ rồi mới đâm ra bực tức, mình cũng không biết cái tình trạng của họ, nhất là ở trong cái môi trường mạng, trong mạng xã hội thì cũng vậy.
Có những cái mà tranh cãi rồi đưa ra những chuyện chửi bới với nhau rất là đáng tiếc, mà mình không biết cái người đó là ai, chỉ biết qua cái tên hay là cái nick vậy thôi. Nhiều khi họ bệnh hoạn này nọ, họ đâm ra bực tức rồi bực bội rồi họ tìm cách gây hấn vậy thôi. Rồi nhiều khi được đùng một cái mình được tin họ qua đời, cái mình cảm thấy mình thấy hối hận, mình tiếc. Là mình cố gắng, mình phải sống bình thản, đừng có chấp những cái chuyện đó, chê bai khen tặng này nọ cũng phải trái hơn hơn thua được, cũng chỉ là thoáng qua thôi, vô thường thôi. Là khi mình nghĩ là cái chết nó có một cái tác động rất là hay, nó giúp cho mình sống bình thản và sống tử tế. Một biểu thức cô động có thể được sử dụng để phản ánh thường xuyên trên bản chất tử vong của tất cả chúng chúng sinh, có thể được tìm thấy ở một câu kệ trong tập kinh Udanavaka, Pháp tập yếu tụng kinh. Trong các bản kinh Pháp cú khác nhau, chẳng hạn như câu Pháp cú câu kệ 148 và các kinh văn khác như ở trong Mahavatsu Đại sự và Divayadana Thiên nghiệp thí dụ. Một câu nói ngắn gọn như sau: sự sống kết thúc trong cái chết. Tức là khi mình sống rồi, một ngày đó nó sẽ hết, thì là mình chết. Ngắn gọn như vậy thôi, để mình hiểu. Tức là cái chết nó nằm, nó đi đôi với là cái sống. Mình còn sống rồi thì mình sẽ chết. Chết bất cứ lúc nào, chứ không có tránh được. Không có thể, có thể kéo dài được, có thể không, nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải chết. Mình hiểu được như vậy. Khi mình hiểu được như vậy rồi, thì mình thấy cái nhìn của mình nó khác nhiều lắm. Thành ra ngay cả bản thân chúng tôi bây giờ cũng vậy. Mỗi ngày khi chúng tôi hành thiền theo dõi hơi thở, thì có một lúc chúng tôi có niệm về cái chết. Niệm đơn giản, nó không có gì khó khăn, nhưng mà thấy ngay bản thân mình thấy có ích lợi. Tức là mình hít vào thì mình niệm chết 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 chết, khi mà niệm hết cái hơi thở hít vào rồi cái mình ngừng. Rồi khi mình thở ra cái mình niệm buông, tức là buông không có dính mắc gì hết. Tức là khi mình hít vào có thể đó là hít cuối cùng, bởi vì ngài Anala vô ngài đi tụng niệm cho hộ niệm người chết, ngài thấy đó. Nhiều khi cái người sắp chết họ hít vào một hơi, họ ngưng lại rồi họ chết, họ không có thở ra nữa, hoặc họ thở cái kỳ ra một cái họ có ngưng lại cái họ chết, họ đi thôi. Đơn giản như vậy. Thành thử bây giờ mình phải tập. Mình hít vào cái mình thấy có thể đó là cái hơi thở cuối cùng của mình, là mình không có sợ, quen rồi. Nhưng mà nó nhắc nhở cho mình khi mình hít vào chết 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 mình niệm ngừng, cái mình khi mình buông ra mình thở ra cái mình buông, tức là mình không có dính mắc nữa, mình buông hết tất cả, mình đi theo cái nghiệp của mình, chết 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 được cái buông, chết 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 buông. Chúng tôi niệm chỉ khoảng 3 hơi hoặc là 6 hơi như vậy, cái cảm thấy nó nhẹ nhàng, không có chạy theo. Nhiều khi đầu óc mình ngồi ở đó, nhưng mà nó dễ phóng tâm ra những chuyện khác, mình lo nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà khi mình nhắc nhở cho mình như vậy, cái tự nhiên mình không có nghĩ những cái chuyện khác nữa, mình nghĩ ngay cái hơi thở của mình. Có thể là mình sống theo từng hơi thở thôi. Đức Phật cũng có dạy cái mạng sống mình chỉ bằng một hơi thở thôi. Hít vào mà không thở ra là chết, hết sống. Mà thở ra mà không hít vào là hết sống. Nó chỉ đơn giản như vậy. Sự sống kết thúc trong cái chết. Một câu ngắn gọn như thế, nếu để nó thấm sâu với trong tâm trí bằng cách hồi ức lặp đi lặp lại, có thể tạo ra một hiệu ứng biến đổi rất đáng kể. Tôi sẽ trở lại sự thực hành quán pháp này về cái chết của mỗi hành giả trong chương 24. Chương cuối cùng sẽ trở lại. Một suy tư khác và toàn diện hơn của chính Đức Vua Pasenadi được tìm thấy trong một bài kinh của Tạp A Hàm và bài kinh tương đương trong Tăng Nhất A Hàm và bài Tương Ưng Bộ. Trong bài kinh, nhà vua tự suy nghĩ về tầm quan trọng của tuổi già, bệnh tật và cái chết. Để bổ sung cho bài kinh vừa nêu ở trên, chúng tôi ở đây tức là ngài Tỳ Kheo Analayo trích dịch phần đầu của bài kinh như sau: tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ, vua Ba Tư Nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ. Có 3 pháp mà tất cả thế gian không yêu, không mến. Đó là già, bệnh, chết.
Nếu không có pháp này, ba pháp này thì thế gian không yêu, không mến, thì chư Phật Thế Tôn không xuất hiện ở đời và thế gian cũng không biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ. Rồi vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Có ba pháp này mà tất cả thế gian không yêu, không mến là già, bệnh, chết. Nên chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời và thế gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Đó, tức là có ba cái pháp đó. Mình không thích nghe, mình không yêu, không mến, nhưng mà nó có, mình không có bỏ được. Nó là già, rồi bệnh, rồi chết. Và bởi vì có ba cái pháp đó, ba cái hiện tượng đó, pháp ở đây tức là cái hiện tượng, cái đặc tính ở đời. Bởi vì có ba cái hiện tượng như vậy thì Đức Phật mới ra đời, chứng ngộ được và bắt đầu giảng cho chúng ta để chúng ta học làm sao chúng ta hiểu được ba cái đặc tính đó, rồi làm sao để mà thoát ra ngoài ba cái đặc tính đó, già, bệnh, chết. Mà bây giờ chúng tôi đang trải qua, mình già, mình bệnh, còn cái chết thì mình sẽ chết. Hoặc là bây giờ mình nhìn xung quanh mình thấy rõ ràng như vậy, thấy rõ ràng. Bài kinh tiếp tục với việc vua Pasenadi trình bày suy tư của mình với Đức Phật và Ngài bày tỏ sự đồng ý. Ý tưởng tương tự như vậy cũng được tìm thấy trong Tăng Chi Bộ, trong kinh Nikaya, và các bài kinh tương đương trong tạp A Hàm, mà qua đó sự có mặt của cái chết cùng với tuổi già và bệnh tật là những gì thúc đẩy một vị Phật xuất hiện và giảng dạy trong thế giới này. Và chúng ta còn nhớ là khi Đức Thích Ca Mâu Ni vẫn còn là một chàng trai trẻ, Ngài đi chơi, Ngài Bồ Tát đi dạo trong thành, Ngài thấy cái cảnh người già, rồi cảnh bệnh, rồi cảnh chết, động tâm của Ngài. Đó. Khi mà chúng tôi ở đây, mình không phải là nói quá, nhưng mà thật sự nó xin chia sẻ cái thật sự là kinh nghiệm bản thân. Khi mà chúng tôi vào bệnh viện, đi qua những cái khu là người nằm bệnh, rên la rồi bệnh này kia, rồi qua những khu mà họ chờ chết, những người già, nó có cái động tâm rất mạnh. Mặc dù mà không nói ra, nhưng mà khi mình nhìn vậy là mình thấy động tâm vô cùng. Mỗi lần đi như vậy, ngày nào chúng tôi cũng đi thăm người bệnh hết, mà mỗi lần đi như vậy là mình thấy thấm thêm chút, thấy rõ ràng như vậy. Các anh chị cũng chúng tôi khuyên là vậy, nên đi vào, thỉnh thoảng nên tổ chức đi vào quỹ lão, những khu dưỡng lão, những nhà dưỡng lão, những người già neo đơn, những chùa hoặc là những cơ sở xã hội, để mình nhìn tận mắt những người già nằm ở trên cái giường bệnh như vậy, lăn lộn như thế nào, hoặc là cô đơn như thế nào, con cháu không có. Rồi có thể là nếu được đi vào bệnh viện, mình có thể, ở Việt Nam cũng thấy có những cái tổ chức từ thiện, họ cung cấp cháo hay là thức ăn là cho những người đi nuôi bệnh, mình có thể tham gia đó, rồi sẵn đó rồi đi thăm, đi xem. Nhất là ở Việt Nam chúng tôi thấy qua những cái màn TV quay lại những bị cái tình trạng tương đối cũng thiếu thốn, thành ra có khi có 2-3 người nằm trong một cái giường, chia một cái giường bệnh như vậy, và có khi những người họ nằm dưới đất họ đợi không có đủ chỗ để nằm, thấy rõ ràng như vậy, thấy trước mắt. Khi mà nghe, trăm nghe không bằng một thấy, nên đi làm từ thiện. Thứ nhất là tạo phước, thứ hai là làm cái bài học cho mình. Chúng tôi mỗi lần đi vào trong nhà dưỡng lão ở đây thăm những cái người già, những người Phật tử mà lớn tuổi rồi, bây giờ con cháu nuôi không có nổi, nó chờ chết, nằm trong viện dưỡng lão, chúng tôi đi thăm, rồi mình nhìn chung quanh mình thấy sốc ghê, buồn ghê. Nhưng mà đó là một cái sự thật, sự thật cần phải cần phải nhìn cho rõ. Bài kinh Thánh Cầu và bài kinh tương đương trong Trung A Hàm xác nhận rằng cái chết là một trong những yếu tố nổi bật của khổ dukkha, thúc đẩy vị Phật tương lai bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cho riêng mình để tiến đến giác ngộ. Theo giáo sư Roy Amor, Ngài Bồ Tát quyết định xuất gia thực hiện cuộc sống của một du sĩ là một nỗ lực để giải quyết vấn đề tồn tại của sự kiện bị đưa dần đến cái chết. Mục tiêu của Ngài là chinh phục cái chết trong cuộc sống. Mình thấy. Sau khi giác ngộ và trước khi bắt đầu truyền giảng giáo pháp, theo Kinh Thánh Cầu và bài kinh tương đương trong Trung A Hàm, Đức Phật tuyên bố rằng Ngài đã đạt đến trạng thái bất tử. Khi đã đạt được bất tử qua sự giác ngộ hoàn toàn, vị ấy không còn bị ảnh hưởng bởi cái chết của bản thân hay của người khác. Bất tử ở đây tức là cái tâm bất tử, chứ không phải là cái thân bất tử. Mình nhớ như vậy. Tức là không còn tái sinh luân hồi nữa. Cái thân thì đến lúc mà nó hết tuổi thọ thì
nó sẽ ngưng hoạt động thôi. Mình như chúng tôi đã nói là đó là cái mục tiêu cuối cùng tối hậu của tất cả những người con Phật đi theo cái bước chân của Ngài. Nhưng mà trước khi đó thì mình phải thực tế có từng giai đoạn, và cái giai đoạn đầu tiên làm sao là mình nhắm được nhập cái dòng giải thoát, tức là đạt cái quả đầu tiên là quả dự lưu trước, và cái quả dự lưu đó mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, ai cũng đều có khả năng nếu chúng ta nỗ lực tu tập và có đầy đủ phước duyên. Và khi chúng ta nhập được cái dòng thánh giải thoát đó rồi thì tối đa là 7 kiếp thôi là xong, là không còn tái sinh luân hồi nữa. Thì như vậy thì chúng tôi xin dừng ở đây, coi như là hôm nay xong cái phần này hơi sớm, và cũng xin dừng ở đây. Và như thường lệ thì xin phép để đọc được cái phần hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bội các bậc thầy tổ, an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngộ hậu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cũng xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị trong ban điều hành và tất cả các anh chị khác đã lắng tâm thanh tịnh, lắng nghe chúng tôi trình bày chia sẻ trong 90 phút vừa qua. Trong thời gian chia sẻ, nếu có chi sơ sót thì cũng mong quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.